Hey, you guys ever check Zillow? Joe, why don't you shut the... Tell me more about this silly word. Yeah, it's this website, Zillow.com. You plug in your address and it gives you an estimate of what your house is worth. But they call it a Zestimate because of the Z in Zillow. I just don't have that creative bone. Wow, my house is way up from when I bought it. Mine's up too. What the hell? Mine's way below what you guys are worth. Wait, this can't be right. It says my house is a murder house. What, like someone was killed there? Yeah, it says in the 60s, some woman named Doris Billingsley died in my house. Probably some naggy bitch, right? Joseph! You know, they say when someone dies violently like that, their spirit can linger. What do you mean? I'm saying you might have a disembodied spirit in your house. Wow, this is so cool. Have you ever witnessed anything strange there? Actually, now that you mention it... Good news! The biopsy was negative! Did you hear something? Hi, Chris. Oh, hey, Kristen. What's up? Not much. I wanted to know if you're gonna go to the dance on Friday. Nah, probably not. Oh, that's too bad. I was thinking maybe you and I could go together. Oh, that's sweet. But like I said, I don't think I'm gonna go. Well, if you change your mind... I said no! Okay, jeez. Bye, Chris. Chris, that very attractive girl just asked you out and you said no. Well, sorry, Brian. She just doesn't do it for me. I'm hungry. I might grab a bite to eat. We all just ate, right? What's wrong with that kid? Why wouldn't he go out with that girl? Who knows? Maybe he's gay. What? No. We never know. I say we find out. You think he could be? Hey, I've been right about these things before. Remember what I said in 2009? Bruce Jenner is a man. No, Brian. That's what the press would have you believe, but he's not. Bruce Jenner is a woman. An elegant, beautiful Dutch woman. Okay, guys. Now, the murder took place down here in the basement, so it's probably our best shot at finding something. I do feel a presence in the air. Only Lucifer would reveal himself to you, adulterer. Well, now, I have to warn you, fellas. The only spirits I'm used to chasing are whiskey and tequila. That's so Joe. Wow, what's going on down here? Trying something new for Joe. And we're looking for ghosts. We're like the male version of the female Ghostbusters. Peter, there's no such thing as ghosts. I don't know why you guys listen to a word he says. That's so Lois. All right, we ready? Wow, it is creepy. So what do we do? Just follow my lead. Are there any spirits present that would like to communicate with us? Ah! What the hell was that? I got scared and tried to run through the wall, leaving a hole shaped like me. You can't do that in a basement, bud. All right, fellas, I just finished up an EVP session. Let's see if we picked anything up. What's EVP? Electronic voice phenomenon. Oftentimes, the human ear can't pick up paranormal sounds, but electronic recording devices can. That right? Are you the spirit of the woman who was shot? Did you used to live in this house? Is this whole thing just you beefing into the microphone? Yeah. Dad, they did this bit in the Lady Ghostbusters! Did you hear something? Stewie, I'm telling you, there's no way Chris is gay. Oh, why? Because he never hit on you? God, the ego. Hey, Chris, what's up? Just relaxing, listening to some of Charles Manson's music. What's up with you guys? Actually, Brian and I are taking a survey, and we wanted to see if you had a few minutes. Sure, go ahead. Okay, question one. What night are the Tony Awards? Tony Danza has awards? Name an appropriate price to pay for jeans. $5? What year did Bette Midler release You've Got to Have Friends? Oh, 1972. And it was fabulous! Chris, are you gay? What? No, I'm not gay. Well, then why didn't you go out with that girl? Why would I? I have everything I need in that department on my computer.
You have 28 windows of porn playing simultaneously? Sometimes I pretend I'm at the security desk at the mall, and everyone at the mall is banging each other. Chris, don't you see? You're so desensitized by all this porn, you're not even interested in actual girls. What are you doing? I'm taking this, and we are going to help you start thinking about sex like a normal teenager. All right, I'll give it a shot. But it's not going to be easy. I had a hell of a time getting off sugar. Chris, can you pass the syrup? Oh, you want the syrup, old man? Yeah, nice attached head, Meg. Body, throw potatoes. Winner declared! Okay, guys, now I thought we could try to find the ghost by doing the movie Flatliners. I've never seen it. Me neither. Oh, my God. All right, we are stopping everything right now and watching Flatliners. I'm glad we switched to Caddyshack. You know what, Peter? I think I've had enough ghost hunting. I'm done, too. Yeah, I'm out. Wait, why are you leaving? Because all you do is screw around. We've been down here for hours, and we haven't found a thing. Well, maybe that's because you guys don't know the first thing about catching ghosts. You know what? Lois was right. We should just never listen to you. Come on, guys. I think you're all just scared. Oh, yeah? Let's see who's scared. What are you doing? Turn that light back on. Have a good night, Peter. Quagmire, help! Someone help me! Hey, open this door! Don't leave me alone with the ghost! What the hell? Peter, are you okay? I was down here all night. So dark. Oh my God, Peter, your hair, it turned white. What? Well, I'm a fat dad with white hair now. Time to become an issue at Hooters after 9 p.m. Hey, Ashley! Ashley! I know what car is your car. So, how'd you get white hair again? He was scared of a ghost. Yes, I remember hearing about this in med school. Or was it a Scooby-Doo? You think it's gonna stay, Dr. Hartman? No, it's gonna be Dr. Ramirez now. I'm taking my husband's name. I'm talking about Peter's hair. Oh, I'm sorry. Wedding on the brain. But as for the white hair, I'm afraid it's permanent. Hi, sweetie. We've discussed this. No to the mole. Chocolate is for cake, not chicken. Oh, come on. He's crying. What do I do now? I mean, should I dye it back? I don't know why you'd ask me that. I mean, I don't know anything about that. How does one even go about dyeing one's hair? I've never heard of anything so crazy. Let me get that for you, Doctor. What? Oh, no, I'm not a... Morning, Doctor. Wow, Peter, they all think you're a doctor because of your white hair. I have to say, it does make you look more distinguished. Really? Huh. Well, maybe this will be a good thing after all. Like a garbage man with no nose. Well, this is the best job in the world. Rotting meat? What does that smell like? Oh, look, receipts. I'll steal this person's identity. From now on, I'm Robert Dimadoo. So long, stinkies. Not that I would know. All right, Chris, it's going to take a few steps to get you off hardcore porn. Now, the first step is softcore porn, where nothing really happens. Oh, wow, she is just riding that guy's belly button. Yep, that's all we had. And you could watch this at any time? No, just Friday at 11:45 p.m. And it was free? No, $45 a month. Well, what was playing the other 200 hours per week? Mostly Daryl. The movie Daryl. Was it any good? It was okay. Grandpa, what are you doing here? Using the bathroom. Where do you keep the nets that you put on the bottom of guys' balls to stop them from dunking in the water? What? What do you mean, what? Where do you keep the nets that you put on the bottom of guys' balls to stop them from dunking in the water? Ah, there's my silver fox. What are you doing out here? Well, now that I've got white hair, I fix my car in slow motion in an ad for a supplemental blood thinner. I took Zambrex for over 15 years till I learned the benefits of once-daily Sanguelto, our latest generation blood thinner.
When I'm at a multiracial picnic for some reason, the last thing I want to do is have a stroke. And thanks to Once Daily Sanguelto, I can eat potato salad with chuckling strangers with the confidence of someone who knows he's 12% less likely to suffer a stroke recurrence. Thanks to Sanguelto, I can snuggle with my age-appropriate wife on a blanket underneath non-holiday-related fireworks. I left her for 6 weeks back in 2009, only to realize I was already too old to bed the type of women that would make such a separation worth it. So here we are, grinding it out till one of us has that second stroke that you don't come back from. Thank you, Sanguelto. What's all this? Well, a lot of kids' first foray into sex is looking at someone else's porn stash. So here's a stack of water-stained Playboys that I found in a locker at the town pool bathroom. Okay, now we're talking. Wait, I'm clicking on this thumbnail, but the video isn't opening. No, that's a still image. So you look at them, and then your brain sort of creates a scene for you. I don't know. I think maybe we should try something else. I think you should give it a shot. I think we should all go investigate the still unsolved murder of Doris Billingsley, who never did anything but overcook one dinner in March of 1962. All right, I got next round. Hey, Tom, you okay? She left me. Another sign from the universe that I'll never find love. Hey, come on, pal. There's plenty of fish in the sea. Wow. You're right. There are. Say, you've got a way about you. A certain trustworthy quality. You know, we've got an opening at the station for a senior analyst. I think your white hair would be perfect for it. Wow, really? What do I do? You just act like everyone else is an idiot and shout over them. That way you can... Shut up, I get it! Terrific! Hey, why don't you come down to the station tomorrow and... I know where you work! Again, terrific. Wow, this is awesome! I haven't been on TV since I had IBS on The Bachelorette! Derek, I had such a magical weekend. You are truly one of a kind. And that's why I've decided to... Excuse me, do you know if I'm going to get a rose? We're getting to that, Peter. Derek... That's why I've decided to give you this rose. Evan, getting to see your softer side was truly... Excuse me, I hate to be a bother, but do you know if I'll be receiving a rose? Because if there's a further delay, I believe something's going to happen that will put me out of contention for a rose. And that thing just happened. Farewell, and thank you for feeding me champagne and shrimp all day. Reporting live from Quahog Prison, I'm Joe Horrigan, Channel 5 News. Thanks, Joe. Great reporting, terrible eyes. Switching gears now, I'd like to talk about the crime situation here in Quahog. Joining me now is white-haired contributor Peter Griffin. Peter, what are you hearing about crime in Quahog? Not much. Not much? Excuse us for one moment. What are you doing? I don't know anything about crime. So? People want to know that bad stuff's going on out there. That's why they watch the news. You want me to make stuff up? I don't know. I thought you had white hair. You're right. I do. Of course you do. Now, you were talking about crime. Crime is way up. And you know why? Because of immigrants. I say, as Americans, we should all take a pledge to kick them out. Only pledge I stand for is lemon pledge. Peter Griffin, white hair, very credible. Thank you so much. Coming up, Lost Dog Comes Home. One piece at a time. Peter, that was amazing. I'm the news director here at Channel 5. How'd you like to do what you just did every night? Wipe a bloody booger under the desk? No, I'm asking you to join us full time, to be our permanent senior analyst. Would you excuse me while I step into another room and celebrate like a girl in a rom-com who just got good news? Ah, the Sanguelto! My blood's thinner than water! If taking Sanguelto, please refrain from dancing like in a rom-com, as nosebleeds may be permanent. And remember, most drugs are prescribed to you because a hot girl with a rolling suitcase gave your doctor a free pen. Peter, what the hell do you think you're doing? Who says you can just make things up and call them facts? Tom Tucker did. He kissed me. You have a responsibility as a member of the press to report the news accurately. You can't just say crazy things that aren't in any way true. Yeah, leave that to the Yahoos in D.C.
Did that get a that so, Joe? No. Okay, well, what are the rules on that? We're still working that out. Well, let me know when you decide on the rules. I'm really excited about working on this with you guys. Chris, welcome to the lingerie department. What are we doing here? When I was young, seeing these half-naked mannequins was all I needed to get me going. What's the end game here? Him walking around Macy's with a chub? No, we've got to reset his arousal meter. He needs to be able to use his imagination again. Any of these mannequins doing anything for you, Chris? I don't know. I guess the one without a head is pretty cool. All right, that's something. And that bin of chopped up ones over there, that could be okay. Especially the one that looks kind of afraid. There you go, look at you. Sounds like someone is ready for that date. Do you gentlemen need any help? No, thank you, dear. We're just trying to get my brother to full mast. We want to welcome back our new permanent senior analyst, Peter Griffin, and his white hair. What's the latest on crime in Quahog? Tom, crime is up. Wow, how high? All the way to the top. Whoa, the top. Has it ever been all the way to the top before, Peter? Never. In fact, we had to raise the top. So the new top is even higher than the old top? Yes, the old top is now the middle. And The Middle is a show that was inexplicably on ABC for a very long time. How many seasons? It might be like 11. I'm not even kidding. Peter Griffin, white hair, very credible. Thank you so much. Coming up, we'll tell you where to look when a person has a birthmark on their face. So, Chris, have you weaned yourself off of internet porn? Wait, I thought the whole point was to not wean myself off. No, Chris, I mean, have you stopped? Never mind. You ready for your date? You bet I am. Hi, Chris. Hi, Kristen. Ready to see a Marvel movie? Because I chose. Sure. And for sure, this is a real date, and me and the popular kids aren't going to thrill kill you tonight. I think Chris is going to be just fine. Which is more than I can say for our pizza. Oh, man. Well, I hope you're happy. You're telling lies on the news just to boost your own ego. It's pronounced ego, Lois, and I will thank you to Lego of mine. Peter, fake news is a real problem in this country right now, and I really don't want my husband contributing to it. Maybe you're right. It doesn't feel good lying all the time. I guess I just like all the attention it came along with having white hair. Well, I don't think that's the kind of attention you want, and it's certainly not the kind of attention I want for our family. You know what? If it means that much to you, I'll tell Tom that I won't do it anymore. Really? Really. Oh, Peter, that makes me so happy. Hello? Donald Trump? You saw me on the news? You want me to be your press secretary in the next episode? Why, sure, I'd love to. We'll get started drawing it right away. Lois, pack your bags. We're joining the Trump administration. Just what Washington needs, huh? Another talking head. Oh, man. Next week on Family Guy. Hey, Dad, I want you to meet my new friend, Meg. Pleased to meet you, Meg. You have a beautiful rack. Oh, thanks. I was talking to my daughter. And now, please welcome Mr. Bruce Jenner. Just wanted to remind you fellas what you're all fighting for. New shirt, Cleveland? Donna saw an unflattering picture of me on Facebook and only lets me wear black now. Was the picture that bad? It was the worst thing I would ever want to see myself be. Problem with these dark shirts is the dandruff shows. But when I wear light colors... The dandruff doesn't show, but you look bigger in the shirt. Yeah, it's called Guillermo's paradox. What's that now? Guillermo del Toro theorized that a fat man's shirt cannot simultaneously appear slimming and clean. That boy does look like he'd be getting dry.
All right, Peter, what's going on? Well, truth be told, Meg wants me to give her a bunch of money so she can go to college. And I guess I'd rather spend that money on alcohol. Listen, I helped my daughter through college, and it was the best thing I ever did. Well, it was just kind of us talking, but how so? Right after she graduated, she got a real good job and bought me a new car. Says she's going to buy me a house one day so I can sell this place and retire. Man, imagine how great it would feel to be retired. I knew a retired kid in high school. All he ate was tater tots. He smushed a turtle like an ice cream sandwich. He was severely retired. Okay, Peter. Guys, I gotta help Meg get into a good college. Then I can have the golden years I've always dreamed of. I sure am gonna miss you, baby. New wife that's just one giant freckle? Come on, Florida, Cancer, let's go! What's going on? You okay? The squirrel, man. Yeah, come down here and do it, huh? Come down here! Well, you're getting old, Bri. Might be time to pack it up and get out of the squirrel getting game. No way, man. That little bastard comes down here. Hey. Get him, boy. You gotta get in shape, man. You know, you should meet my trainer. I think you'd really like him. You have a trainer? Yes, you think it's easy looking zero for 20 years? All right, fine, I'll give it a shot. Right now I feel more useless than a chiropractor in an emergency. Excuse me, is anyone here a doctor? I have a heating pad in my office. What seems to be the problem? All right, Meg, now if we're gonna get you into a good school, we're gonna have to fudge your application a bit. Okay, how do we do that? I don't know, I ate the fudge. But the good news is I got a letter of recommendation for you. It's from Big Bird, and I wrote it. When I first met... Read it as Big Bird, please. When I first met Peter, I was impressed in how tall and handsome he is. That's coming from Big Bird? Think of all the celebrities he's met. Ryan Reynolds was on Sesame Street. Wow. Also, have you ever noticed that Grover and Super Grover are never in the same room at the same time? As I said, Lois, not 2 days ago. Principal Shepard, what's it gonna take to get Meg into a college? If Meg has any chance at all, she's going to need a little extra help. We'll do anything, whatever it takes. Good. Now you do understand how this works. We understand. I guess I'll meet you in the car. He didn't mean you have to sleep with him. There are a few options. Now, Mr. and Mrs. Griffin, every college has spots set aside for athletic recruits. We can make Meg look like a star athlete. With the click of a button, we can make Meg look like she played varsity lacrosse, won the Quahog Marathon, or had her head rolled down a temple in the Apocalypto. Lois, this is amazing! Meg's gonna look more successful than a businessman in a hard hat. Hey, I came down here from the office to point at the plans, then at the building. Plans, building. Building, plans. Yes, sir. Right away, sir. Businessman in a hard hat. I come down to the site once in a while. Hi, you must be Stewie's trainer. How did you... I thought I was going to meet your trainer. You're looking at him, Bri. Look at my body. I'm jacked. You want to get jacked? Yeah, you want to get jacked. That's what having a trainer is. Just a couple of guys getting jacked. Sometimes twice a day. Okay, you know what? All right, before we start in, a little business to go over. I was just messing around about the jack stuff, by the way. Did you want to sign up for the full 3 years? 3 years? Don't you just do it by the session? Yeah, no, we can do sesh to sesh. Not committed. Do you want to do the supplement plan? No, thanks. Going through the motions. All right, so what do you got going on for New Year's? What? 80% of being a trainer is asking clients what they're doing for New Year's, and then not seeming interested when you tell me. I don't know, I might go over to a buddy's house and watch the ball drop. Oh, right on. So, what do you do for work? I'm a writer. Okay, so a lot of sitting? Yeah. Hang on, I gotta make a call. Hey, Def, I got a guy here just about ready for you. No, not really, I'm just trying to make a point. All right, and that is it for today. First sesh in the books. Let's ven to the mo. Mail time. Mail time. Mail time. Mail time. The mail's here.
Here's the mail that never fails. It makes me want to wag my tail. When it comes, I want a whale mail! To Meg Griffin. It's from Brown! I've been accepted! Hey, that's great news! Let's clap it up. My high school girlfriend and I still say I love you in emails. I was hoping the good news and the clapping would offset this secret. But yay, Meg! Wow. I remember when my parents clapped their hands after moving something one time. You never forget those moments. Now remember, Meg, I want you to call us every week, and then every few weeks, and then never. I promise, Mom. You gotta admit, I'm kinda jealous you get to go to college and live in such a cool dorm. Look, they even have the payphone Denise Huxtable would call from on A Different World. Hi, Dad. College is great. I'm doing what I want to actresses, and will get support from my wife, Camille. That stuff was more out in the open than I remember. Well, I guess that's it. Our baby is all grown up and living at college. I know! She's so lucky. This place is awesome. You think I'll go to college one day? Oh, yeah. Sky's the limit, champ. Lois, I'll meet you down at the car. I gotta take a dump that will live on in story and song. Nah, I don't have a roommate. I guess he, like, died or something. So I've got a double all to myself. A double? Hey, Romy, want to listen to The Doors for the next 6 months and then never again for the rest of your life? Wait, you're my roommate? You're Ashok Chandrasekhar? God bless you. Classic Ashok. Hey, why'd you tell me to meet you at Meg's room? Well, now that Meg is in college, I turned her room into a gym. Oh my God. How'd you do this? Took a limitless pill and played Old Town Road on loop. All right, why don't we start off with a plank? 1 minute, and I'm gonna go call my girlfriend and forget about you. And go. Hey, I'm at the gym, why? Stewie? Babe, you know I can't deal with your sister. Hey, babe, babe, baby girl. Stewie! Babe, babe, I'm not, baby, baby, babe, babe, baby, baby, come on. Ah! Babe, I'll call you back. Oh. Okay, right on. So you remember I was telling you about the magnesium supplement with the bone boost? So this is why you wanna try and take that. Right on? No, not right on. My arm feels like it's broken. Oh, it's gonna need some PT. Let me give you the card of my physical therapist. He's the best. This is gonna be you in another shirt, isn't it? Hey, what's the problemo? Give me the rundown. Go ahead. Hey, Meg. Hi, I'm Xander. I'm in your bio class. I'm not a stalker. Either way. Listen, me and my roommates are having people over tonight, and I was wondering if you'd want to come by. Yeah, I'd love to. Awesome! Keeney 325. Heads up! Ah! Dad, what the hell are you doing? I'm going to college now. Wait, what? What about Mom? Well, I had to have a tough conversation with her by the lake. I'm just not a fan of long-distance relationships. Peter, I need to know if you're gonna pick Stewie up from school. I'll be home for Thanksgiving. We'll see where we're at then. Hi, I'm Serena. This is Lily and Grace. Meet up. Yeah. Are you interested in pledging for Alpha Delta Pi? Yeah, I hear you guys throw all the best parties. Well, we've been waiting for you all summer, and we're so glad you're finally here! Meg, you gotta get me out of here. These people are out of their minds. Do not go AD Pi, Meg. Do not join this thing. They don't let us out of the pile. They're so mean, Meg. They're so mean. Hey, Meg, I'm a hippie now, and I'm feeling the burn. Bernie Sanders? No, none of my hippie girlfriends shower and my crotch itches. You know, despite what we're doing here, I'm still your daughter. Right, right. Hey, would you sign this petition to help save the spotted owl? Yeah, sure. Awesome. You're our 50th signature. So what happens now? Buck! Wait! Buck! They got 50 signatures. That's 50, all right. Well, let's get back in the truck.
You don't have to be afraid anymore. I'm still itchy. Dad, I'm holding the ladder. There is the big dog. You ready to sweat? Today we got legs, and I'm going to tell you everything I've ever watched on Netflix. Stewie, listen, I don't want you to take this the wrong way, but I got a new trainer. New trainer? Who? Doug? Ugh. That's right, Stewie. It's an Ugh Doug moment. No hard feelings. I think Brian here just wants to rev up to a higher octane. See you around, Stewie. So, it might take me a little longer to train you, Brian. You're going to have to unlearn everything Stewie taught you. Fortunately, that was almost nothing. Oh, man. Heads up! Ow! Dad, what the hell? Did you join a frat? I tried to, but I got the letters mixed up and joined a frat. Hey, everyone. I'm in college, but here's a test for you. We just gave you the easiest joke setup in Family Guy history. Peter joins a fart house. Is the correct punchline A, and I thought calculus stunk, B, we don't need a pledge, we need a big can of Glade, or C, you want to see a brown quad, you should have seen my legs after Greek week. Good luck to you. And now back to our story. Hey, ladies, toga Friday tonight at I Delta PU. Tell your friends. Ew, no. They all say that. Hey, what are you reading? Boning up for an exam. I boned up yesterday when I walked into the girl's shower. Dad, please! Sorry, Meg, I've been smoking doobies all morning. Talk about higher education. That's it! I can't take this anymore! Dad, get out of here! What? This is what college is. How do you know? You're not even a student here. You're a total fraud. Me? You wouldn't even be here if your mother and I didn't pay someone to get you in. What? Yeah. Your whole application was fake. Meg, is this true? What? No, of course not, Dean nearby. Well, if it is, you're going to be suspended. Oh, no! Well, that weekend on the Cape with Principal Shepard was a waste. I know I said I wouldn't get clingy, but when can I see you again? I can't believe they suspended Meg. Suspended Meg? Peter, you and I could be going to jail. Oh, I can't go to jail. Me and my fart brothers are supposed to streak the quad later. Peter, stop that. You're not in whatever you think college is anymore. I can't believe you two did this to me. Maybe if you believed in me, none of this would have happened. Meg, honey, nobody wanted you out of this house more than we did. You know, maybe there's a way none of you gets in trouble. What are you talking about? Well, you said you can do all those things on your application. If you show you actually can do those things, you're all in the clear. And then I can get back to hustling drunk women upstairs with Tobin and Squee. Well, I better get to work then. But I seriously doubt that I'll be able to pull this off. Hey, come on. Anything's possible. Like when that Starbucks cup made it onto Game of Thrones. This is it. Here it comes. Here it comes. Hey! Oh, my God. That's so cool. I can't believe this. What's the internet saying? They thought you were great. Okay, Brian, this many. This many. Come on, Brian, you can do it. And that's as many as I know. Good job, Brian. Hey, Stewie, congratulate your friend. He just did this many sit-ups. What? There's nothing after that. That's as high as it goes. Yep. Are you crazy pushing him that hard? Well, you're playing a dangerous game. Yeah, it's dangerous. And that's the way I like it. Listen, Doug, I've been meaning to talk to you. I just got this new job, and the commute is ugh. I can work around your schedule. Well, that's the thing. I don't have one. That's the way the suits figured it, anyway. What exactly is this job? I know, right? Anyway, you've been terrific, and I'm gonna keep at this, but I'm afraid this is goodbye. What if I went down to $300 a week? You're paying him? I'm sorry. Hey, whoa, 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 there's no need for that. Thank you for that, Brian. You're welcome, Stewie. You know, this whole thing has taught me an important lesson. I hate exercise. Gay men. Somebody has to help me walk down the stairs. Everyone, if I could have your attention. I'm Dean Distant Faraway.
and we're here today to determine whether or not Meg Griffin can justify her admission to our university. And we're Mom and Dad. Hi. Go Blue. What did they say? I'm very far away. Oh, my stars. Okay, I'm gonna try to kill two birds with one stone here. I'll be singing Love is a Battlefield by Pat Benatar. In Russian. Hit it! Well, it appears you can do pretty much everything you claimed on your application. So, that's it? I'm back in school? I think all you have to do now is prove you can windsurf over Providence Falls. Oh, right. You prove that, you're back. Wait, did we check that she can get dunked on by her dad? Dunked on by my dad? Oh! You gotta get big, Meg! Guys, no matter what happens, I just want you to know that I forgive you for what you did. I know deep down you were just looking out for me. Whatever you think the lesson is here is fine by us. Good luck, Meg. We love you. So close. Peter, call an ambulance! Can you do it? My number's blocked by 911. 911, what is your emergency? Yeah, can I read you this email and you tell me if it sounds too hostile? Sir, this line is reserved for emergencies only. It's in regards to being kicked out of the Maracas section of Guitar Center. Sir, I can't... Dear Guitar Center, I have bought several guitar picks in order to use your toilet and have never had a problem. Until today. Come on, you can do this. Stewie does it every day. He does? Yep, just put one hand on the rail. Damn it, I can't. Uppies! Adios, Doug. From hell's heart I stab at thee. With my last breath I spit upon... What a baby.
Rồi em chào tất cả anh chị đến với buổi livestream chiều hôm nay của tiệm gốm Mai Hồng ạ. Nay chưa nghỉ ha em? Dạ đúng rồi, chưa nghỉ ạ. Vẫn tiếp tục live nha mọi người. Do hàng đã xử lý cũng gọi là 80% rồi ạ. Còn 20% nữa thì đang trong khâu gọi là đóng thùng, chuẩn bị đi rồi. Anh chị nào nay muốn mua hàng thì cứ vẫn tiếp tục mua nha cả nhà. Nếu mà anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn giao hàng kịp cho anh chị trước Tết ạ. Nhưng mà cái tỷ lệ là 80% luôn ạ. Muốn nhận hàng nhanh thì sẽ đi hàng theo kiểu Grab nha cả nhà. Em chào anh Khánh Hoàng, em chào chị Văn Đào, em chào chị Liên Hoa Cao và chị Phan Thị Kim Anh ạ. Hello bố anh chị đang xem. Anh chị nào đang xem thì cho em xin một chấm nha cả nhà. Còn một số anh chị ở xa thì hàng chắc là giao, nếu mà giao thì chắc cũng qua Tết. Bình này đẹp quá nha. Anh chị nào đang xem cho em xin một chấm nha cả nhà. Hầu like cho em xin một chấm đi ạ. Đây còn rất là nhiều đồ đẹp đây. Bán vừa tặng cho anh chị luôn ạ. Em chào chị Tú Anh Linh ạ. Hello chị. Rồi đầu là anh chị nào cho em xin 3 lượt chia sẻ hội nhóm tặng cho mình một món quà nữa nha. Đó, anh chị nào nhanh tay chia sẻ để lấy quà đi ạ. Cho chị xem con cú nhé hả? Rồi con cú này đúng rồi. Đây. Con cú trang trí ạ. Rất dễ thương. Chị có thể đốt một cái nến á cả nhà. Để một cái nến vào bên trong. Đây. Có lỗ thông đây. Nó đầu like thường là giá bán anh chị biết rồi, mấy cái đồ decor mà rất là mắc đúng không ạ? Này đầu like bán luôn, ai chốt lên cho em mã là 99k luôn ạ. Mã 99 đây, ưu tiên chị Văn Đào con cú rất là dễ thương ạ. Hình như cú này em còn có con cặp gì á, anh chị nào muốn chốt thì cứ bấm mã nhân 2 cho em luôn cũng được ạ. Đó, 99k cho chị Văn Đào đầu tiên ạ. Rồi em xin phép lên cho anh chị hai cái hũ Âu cả nhà. Mấy hũ này anh chị mua về đựng làm cái hũ đựng đũa đựng muỗng cũng được ạ. Hoặc là anh chị đây đựng những cái viết cây bút thước đồ đây rất là tiện đúng không ạ. Rồi cặp này bán cho anh chị là 25x2 luôn. Đó, giá bán thường là bên em bán như anh chị cũng biết rồi 70-80 đúng không ạ. Này vừa bán vừa tặng một cặp luôn ạ. Trong lòng mới tin đúng không ạ. Cái này xinh lắm nha cả nhà. Đây một cặp 50.000 quá rẻ luôn ạ. Con cú người chốt rồi. Có chị Văn Đào chốt. Để cái video xem nó lúc ra lúc không nha. Rồi. Rồi con bình này anh chị lên giùm em mã tặng nè. Mã tặng. Tặng cho mình một con bình nè. Xưa đúng cái nha. Đấy nó dễ thương luôn. Hình trái tim ạ. Mã tặng. Đây em có hũ này cũng rất là tiện nữa nha. Đây anh chị mua về đừng đũa đừng muỗng này. Nó có những cái lỗ thoát nước này cả nhà.
Đó, rất là tiện luôn đúng không ạ? Rồi ai chốt lên này lên cho em mã là 35k nè, mã 35. Mã tặng cho chị Tú Anh Đinh à. Ủa anh Học đi đâu vậy? Hello anh Lâm Gia Xanh. Mã tặng anh Lâm Gia Xanh sau rồi. Ui có chén này xinh quá cả nhà ơi. Đây. Anh chị lên giùm em mã chén nè, tặng luôn à, mã chén. Em có một con ly đây, men chảy rất đẹp đúng không ạ? Đó anh chị lên mã ly em tặng luôn ạ, mã ly. Con ly men chảy rất là VIP đây. Đây, mã ly. Mã chén cho chị Nguyệt Nga đầu tiên nè. Mã ly cho chị Tú Anh Đinh nè. Chị Liên Hoa Cao sâu rồi. Rồi lên cho chị một con bình hút lọc đây ạ. Đó giá thị trường là 8 đến 10 đô đúng không nha. Đây. Rất là đắt luôn, mấy con men chảy thì giá này như là nếu mà đúng giá là khoảng 300 ngàn đây. Đó, ai chốt con bình này lên cho em mã là 45k nè, mã 45. Một con bình hút lọc men chảy nha cả nhà. Rất là xịn đúng không ạ? Nhìn mấy cái mẫu men chảy hơn nhiều anh chị rất là mê luôn cái dòng này ạ. Đây nó ánh sờ cừ mà nó còn men chảy nha cả nhà. Đây mua về hút tài lộc, rất là đẹp. Mấy cái mẫu này thì gọi là siêu đẹp rồi. Mã 45. Bình mẫu này em còn có một bình nè. Mã ly chị Liên Hoa Cao sau rồi. Rồi em xin phép lên cho chị một con ly uống nước đây ạ. Màu xanh da trời đúng không ạ? Rồi ai chốt con ly này lên giùm em mã là 22k thôi. Mã 22. Vì rất là đẹp đây, ly Âu luôn. Đây có ly màu hồng nữa nè cả nhà. Đây. Đó, ly này nó có hai lỗ để anh chị khi mà uống nước, uống cà phê rồi đây. Đó, mình để cái ống hút dưới cái muỗng vào bên trong nó sẽ không bị chạy đúng không cả nhà. Đó, ai chốt cái ly màu hồng này lên giùm em mã là 25k luôn ạ, mã 25. Đây, nay toàn ly đẹp không ạ. Đây, một cặp ly màu đỏ luôn. Đó, nó, anh chị mua về đầu năm mà đây, chồng một ly, vợ một ly đúng không ạ. Đó, uống đỏ cả năm luôn. Ai chốt cặp ly này lên giùm em mã là 30x2 cái nhà, mã 30x2 ạ. Đây, nó có viền rất là đẹp luôn. 30x2. Anh chị nào đang xem thì cho em xin một chấm nữa nha. Đây, em chào chị Kim Ngân, em chào anh Kho Trần ạ. Ở nhà ai còn xem thì cho em xin một chấm đi ạ. Đây em có ly xưa, anh chị lên mã xưa em tặng luôn ạ. Mã xưa. À, chị Kim Ngân khách mới hả? Đây anh chị nào đang xem mà chia sẻ cho em vài lượt hội nhóm em tặng quà cho mình nha cả nhà. Đây. Ly rất nổi đẹp cả nhà. Chốt đến 2 đơn rồi cho địa chỉ số nội rồi mà không mất công nắm shop. Mà không mất công nắm shop là sao ạ? Em không hiểu à. Mã xưa cho chị Liên Hoa Cao nè. Rồi đây, ai chốt con ly này lên giùm em mã 20k, 30x2 cho chị Chuyện Uyên ạ. À. À anh đúng rồi. Anh khách, anh Chuyện Uyên khách mới nên số điện thoại giùm em luôn ạ. Anh Chuyện Uyên khách mới lên cho em xin số điện thoại luôn ạ. Cặp ly màu đỏ. Rồi đây em có hai con tuần lộc đây ạ. Đẹp không cả nhà? Đó, cặp này bán cho anh chị là 30x2 luôn ạ. Nó này là vừa bán vừa tặng cả nhà. Cuối năm đúng không ạ? Đây, 30x2 thường một con anh chị biết rồi, những cái đồ trang trí hàng Âu là một con dao động trên 150 đúng không ạ? Đó, này bán cho anh chị một con 30k luôn. Đó, ai chốt nhanh tay. Ba mươi nhân hai là hái này nè. Vừa nói xong cũng dán tầm bậy nữa. Rồi đây, một con tô hàng Âu đây ạ. Rất lớp đúng không ạ? Viền màu đỏ, nó có vết lỗi nhẹ rồi. Cho xem lại rồi, đợi em một tí. Ai chốt cái tô này lên giùm em mã là 26k cả nhà. Lỗi 26 ạ. Tô Âu có vết lỗi nhẹ xíu. Cho em xin lại cái tô đó ra. Cái lộn hai cái ly đó đi. Rồi đây ạ. Đây, cặp ly của anh đây. Rất là đẹp luôn ạ. Hai con ly Âu.
Anh cho em xin số điện thoại luôn, anh lên trên comment giúp em luôn ạ. Chốt mã 15 bình hút lọc mà chả nói gì hả? Mã 15 bình hút lọc hả? Đâu có mã, đâu thấy anh lên mã đâu anh ơi. Cái mã 15 của anh đâu có lên đâu. Đơn chốt ngày 7 đã chuyển chưa shop ơi? Nói chung là đơn hàng của anh chị đã bắt đầu đi hết rồi nha cả nhà. Đang đóng thùng, nói chung là có mấy đơn cách đây khoảng 3 hôm này của anh Dũng ấm tứ xa thì đang đóng gói. Còn cái đơn của em là đã đóng thùng rồi. Chiều nay bưu cục qua lấy bắt đầu vận chuyển. Cho 5 ly hả? Rồi 5 ly anh bấm cho em mã là 30 x 5 giùm em ạ. Mã 30 x 5. Còn anh Kho Chàng chốt mã 15 bình hút lọc mà chả nói gì hả? Cái mã 15 của anh đâu có thấy đâu ạ. Đây ạ. Cái mã đó mã 45 nha anh. Cái bình hút lọc là mã 45. Lên ấm trà lẻ đi, rồi đợi em một tí nha cả nhà. Anh chị đang xem thì cho em xin một chấm nữa cả nhà. Rồi em có một con ấm trà đây, trong lô ấm trà Nhật 30 x 5 trên chuyện Uyên ạ. Anh lên số điện thoại trên comment giúp em. Anh chị nào đang ở khu vực Sài Gòn thì mình vào mình báo giúp em để địa chỉ bên em để lên tranh thủ gửi hàng cho anh chị luôn ạ. Bao nhiêu tiền em hả? 30 x 5 thì 30.000 một ly nha anh. 5 ly thì anh tính là 150 5 ly. Rồi con ấm trà lọc hoa mai này anh chị nào chốt bấm em mã là 70k luôn ạ. Mã 70. Đó, lên ấm ưu tiên cho anh Thông Tông đây. Anh Thông Tông có chốt thì nhanh tay. Đó, cứ lên cái ấm trà đúng không ạ. Đây, một cái thố Âu luôn cả nhà. Đó, thố Âu này bán chỉ là 5k, mã 5 luôn ạ. 5.000 là đã bỏ ra mua được đây một cái thố Âu rất xịn sò. 70 cho chị Văn Đào, lên ấm đẹp ha, rồi có ấm đẹp liền luôn ạ. Đây, em có một con ấm trà đây. Đắp nổi một con rồng đang vườn cầu ạ. Đây, bên trên nắp đây. Đó, nó tặng cho mình một cái lọc lưới bằng inox ạ. Rồi, mẫu này giá bên shop phá sản bán là 1.500.000 nha cả nhà. Nay vừa bán vừa tặng anh chị cuối năm luôn. Đó, ai chốt lên giùm em mã là 380k luôn ạ. Tặng cho mình thêm 6 ly. Đó, bây giờ ly bán lẻ là 60k một ly rồi. 6636 đúng không ạ? 360k là 6 ly. Đó, nhiều khi là bán ly tặng ấm luôn đây. Đó, anh chị nào chốt thì nhanh tay, ấm xưa thì không có nha anh. Ấm xưa bữa có con mà có anh chị kia qua giao lưu rồi bán rồi. Rồi em có một cái hũ đựng tiền đây. Ai chốt cái hũ đựng tiền này bấm em mã là 18k nè. Mã 18. Mình không thấy shop gọi cho mình để lấy địa chỉ gửi cho mình hả? Rồi tạo cái bill anh Duy Thanh đi. Rồi xong rồi đem qua đó cho mấy bé xử lý giùm mà luôn. Cho em đi. Rồi con đĩa mọc nha, một con đĩa mọc của Nhật ạ, chuyện đây. Phía sau cũng có chuyện luôn. Anh chị lên mã mọc đem tặng luôn cho mình ạ, mã mọc. Anh Chuyện Nguyên ơi, anh có chốt mấy cái ly không anh? Nếu anh không chốt thì em xin phép xả ra trên live luôn nha anh. Chứ anh thấy anh xin số điện thoại anh cũng không báo rồi, anh hỏi xong anh đi đâu mất tiêu. Anh chị chốt kỹ giùm em cả nhà. Cuối năm mà chốt kỹ giúp em để em tranh thủ đi đơn cho mình. Và anh chị khách mới vui lòng vào bắn cọc giùm em luôn ạ. Rồi đây, còn một con ly này, cái văn của nó thì sẽ không đẹp bằng cái cặp ly hồi nãy đúng không ạ? Rồi ai chốt con ly này thì lên cho em mã là 27 x 3 luôn ạ. Mã 27 x 3. Rồi bấm con mình lên đi. Cho anh xem lại, anh xem cái gì ạ? Anh muốn xem món gì? Rồi em có một chiếc xe trang trí nha cả nhà. Đây. Rồi ai chốt chiếc xe trang trí này lên giùm em mã là 31k luôn ạ. Mã 31 vì nó có vài vết lỗi nhẹ nha cả nhà nên là vừa bán vừa tặng anh chị ạ. Mã 31. Ôi ôi, cái chén mộc xưa đẹp quá cả nhà ơi. Đây, vậy mua về làm chén chấm ạ. Đây, chuồng đít là xoay rất là đẹp đúng không ạ. Rồi, ai chốt cái chén chấm này lên giùm em mã là 4k luôn ạ. Mã 4, em chào chị Nguyễn Hoa. Hello chị ạ. Mã 4 nha cả nhà.
Ôi, một con ly xưa vẽ tích hoa đào. Ly của Nhật anh chị lên mã xưa tặng luôn ạ. À. Mã xưa. Rồi, mã xưa cho chị Tú Anh Đinh đầu tiên. Anh chị Duy Thanh sau rồi ạ. Rồi em có trái táo Harvest nha nhà, hàng Âu luôn ạ. À. Màu rất là đẹp đúng không ạ? À? Màu rất là mịn tay nha nhà. Đây, giá bán 14 đô ạ, à, sale còn 8 đô. Ai chốt cái táo này lên giùm em mã là 50k ạ, à, mã 50 x 2 luôn, có 2 trái. Đó, anh chị nào muốn chốt thì lẹ tay ạ. À. Cuối năm này là sale siêu rẻ luôn. Cho xem lại 3 x 5 hả? 3 x 5 là mã nào anh? Rồi đây ạ, à, một con sư tử đúng không cả nhà? Rồi ai chốt cái con sư tử này lên giùm em mã là 120k luôn ạ, mã 120. Anh chị có thể mua về đây, cắm hoa nghệ thuật trên đây nha cái nhà, rất là đẹp luôn ạ. Những cái đồ trang trí hàng Âu anh chị biết rồi, giá bán những cái shop kia người ta bán là đều là 200k trở lên. Hôm nay là vừa bán vừa tặng luôn, 120k. Ai chốt thì nhanh tay lên mã ạ. Cái mã 30 x 5 đúng không anh? Nãy giờ em lên cũng 3 lần rồi. Đây, lên tiếp cho anh lên lần thứ 4 luôn đúng không ạ? Đây. Nói cho anh xem tới xem lui luôn cho kỹ ạ. Mấy con liền thì rất là đẹp. Đây cái vằn của nó đây. Mã 30 x 5 của anh ạ. Anh lên số điện thoại giùm em luôn ạ. Còn mình không chốt thì mình cứ kêu xả ra trên like, chứ đừng có xả sau like nữa nha. Muốn mua thì mình cứ đó, chốt kỹ giùm em là được rồi ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi em có một cặp trang trí nè. Đó, ai chốt cặp trang trí này bấm em mã là 35 x 2 luôn ạ. 35 x 2. Đó, một cặp đốt nến hàng Âu chị có thể mua về đây để hai cái nến lên trên. Rất là đẹp luôn ạ. Đây nó có lắp nổi hai con ma phía dưới đúng không nha. 35 x 2 một cặp luôn ạ. Em mỗi anh chị cho em xin một chấm nha. Ôi đây, con đĩa này đẹp quá cả nhà ơi. Một con đĩa xưa vẽ tâm thái vẽ đây. Một con chim phượng hoàng đúng không ạ? Đây bán cho chị bao nhiêu? 26 x 2 luôn. Đó đâu ra con đĩa xưa mà bán cái giá 26 ngàn đúng không cả nhà? Đây đây đây, cặp này siêu phẩm đây ạ. 26 x 2, chuyện ký đầy đủ nha cả nhà. Đây, quá rẻ luôn đúng không ạ? Đó, anh chị nào nhanh tay chốt được cái cặp siêu phẩm này đi ạ. 26 x 2. Rồi con đĩa này đây, ai chốt cái đĩa này lên giùm em mã là 5k luôn ạ, mã 5. Một con đĩa có hình hoa văn nó xinh đây, mã 5 ạ. À. 26 x 2 cho chị Nguyễn Hoa đầu tiên. Chị Nguyễn Hoa khách mới lên số điện thoại giùm em luôn ạ. Những anh chị đang chốt đơn vui lòng để ý giùm em ạ. À. Lưu ý giúp em là những anh chị ở xa thì có lẽ là nói chung là nếu mà giao kịp thì mình sẽ nhận trước Tết, còn sau thì mình sẽ nhận sau Tết nha cả nhà. Đó, vì những anh chị ở xa thì em không có đảm bảo được, còn những anh chị ở gần thì chắc em nghĩ là tỷ lệ mà giao thành công trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì rất là cao, vì nói chung là đang bên bưu điện vẫn còn làm việc ạ. Rồi em cảm ơn chị Nguyễn Hoa. Đó, anh chị khách mới cố gắng chốt đủ trên 300k để bên em đi đơn cho mình. Rồi đây ạ, cặp đĩa này luôn. Đó, bán cho chị bao nhiêu à? 12k, mã 12 luôn ạ. Vừa bán vừa tặng cho anh chị, mã 12. Đây, lên một con siêu phẩm cho anh chị đi ạ. Ôi, con đĩa biết không cả nhà? Cái con đĩa đắt tiền lắm ạ. Đây, vẽ họ tiết, vẽ nhà, vẽ hoa đúng không ạ? Mấy dòng này dòng Nhật xuất Âu nha cái nhà. Mấy con đĩa này dòng Nhật xuất Âu. Nó có kiểu như nó mang này mang xốp nha cái nhà. Nó hay bị rạn rạn như này đó. Nhưng mà rất đẹp đúng không ạ? Đó, bán cái gì bao nhiêu à? 70k luôn, mã 70. Rồi, nếu mà mấy con này mà nó còn nguyên mà nó không bị rạn nhiều thế này là bán chắc cũng là 250 đây. Vì những cái đồ này rất là đắt tiền ạ, à, nằm trong lô hàng tuyển. 70k.
Con này nó bị mắc nắp hay nhỉ? Rồi em có một cái đồ trang trí lớp nổi 3D hình đây, một cái thành phố đúng không ạ? Đó, anh chị nào chốt là giùm em mã là 10K, mã 10 ạ. Có cục 500 phía sau nha cả nhà. Đây. Nhà anh chị nào mà xài những cái tủ lạnh á, đây. Gắn vào bên trên rất là đẹp ạ. Ui, cái thố dễ thương thế nhỉ. Đây em có một cái thố ao dễ thương quá nha. Đây, vẽ trong vẽ ngoài ạ. Ai chốt cái thố này lên giùm em mã 10K luôn ạ, mã 10. Đó, em có một cái thôi nha cả nhà. Mấy cái thố này trong lô hàng Nhật anh chị biết rồi, lâu lâu mới có vài một cái món hàng Âu vào. Đây, nhiều anh chị rất là thích này săn lùng những cái đồ hàng Âu đây. Mã 10. Ui, cái bộ đĩa này đẹp thế nha. Rồi lên cho chị một bộ đĩa rất là đẹp đây. Em chào anh Út yêu ạ. Trời ơi cái đĩa nha cả nhà ơi, cái viền vẽ vàng cái này cả nhà. Nó mới tinh luôn, nó chưa bị tình trạng là gọi là đây, 100% đúng không ạ? Không một vết lỗi nha. Có nhiều hình khác nhau nha nha. Đây. Đây lá này, lá này đúng không ạ? Ui tùm lum lá, tùm lum màu luôn đúng không nha. Đây. Rồi, năm con đĩa này bán cho chị bao nhiêu ạ? 20 x 5 luôn. Đó, mã 20 x 5 cả nhà. Năm con đĩa viền vẽ vàng rất là sang. Anh chị mua về đây, bỏ đồ ăn đẩy khách nó cũng rất là VIP đúng không ạ? Rất là tuyệt vời ạ. 20 x 5, 5 đĩa luôn ạ. Mấy bộ đĩa này anh chị ra ngoài mua săn lùng người ta bán cũng bao nhiêu ạ? Cũng 200 trở lên rồi. Ở nay bán cho anh chị chưa 100 ngàn được 5 con đĩa rất là VIP luôn. Rồi lên cho anh chị đây, một con đĩa Âu nha cả nhà. Một con đĩa Âu ạ. Rất là xịn sò. Đây. 20 x 5 cho chị Nguyễn Hoa. Rồi ai chốt con đĩa này thì lên giùm em mã là 60 x 2 ạ. Một cặp đĩa hàng Âu. Đó, còn đúng một cặp duy nhất nha nhà. Những cái đĩa Âu anh chị cũng biết rồi, giá thì rất là cao, khoảng là 250 trở lên đúng không ạ? Nếu mà là đĩa hàng Âu chuẩn này. Đó, ai chốt lên giùm em mã là 60 x 2. Rồi em lên cho anh chị một con thỏ trang trí nha, đồ decor ạ. Đó, rất là dễ thương. Rồi ai chốt bé thỏ này thì bấm cho em mã là 44K luôn ạ, mã 44 ạ. Đó, cuối năm nên là món nào em cũng sale rẻ chứ. Thực ra là mấy con thỏ như thế này bán hầu như là trên là 150 đúng không ạ. Đây, anh chị xin like qua anh chị cũng biết giá rồi. Thỏ này bán cho anh chị luôn, vừa bán vừa tặng ạ. Đó, ai muốn chốt thì nhanh tay. À, không biết chị Nguyễn Hoa mình ở khu vực nào ạ? À? Ủa cái gì em tranh thủ em biết là em đi lên cho mình sớm nhất có thể. Rồi lên cho chị một con ấm trà Kotoname nha cả nhà. Dòng đây, đắk nông Kotoname đắp nổi hoa đào ạ. À. Mình ở Hà Nội hả? À. Vậy có gì là Hà Nội chắc là khoảng là qua Tết là mình nhận được hàng nha. Nha chị. Ờ chị Trâm ơi, khoảng ở Hà Nội thì khoảng mùng 6 nhận được hàng không nhờ? Thì mùng mấy? Thì mùng mấy nhận được hàng? Mùng 10 nha chị, khoảng mùng 10 là mình nhận được hàng ạ. Rồi ai chốt cái con ấm này thì bấm cho em mã là 133K luôn ạ. Nó đầu ra gắm trà mà cô tên cô Tô Nam Mê lắp nổi hoa đào mà giá 130 đúng không ạ? Đây, nó có chuyện luôn nha cả nhà. Đây, chuyện ký đầy đủ ạ. Đó, anh chị nào chốt thì lẹ tay. Nó là VIP đúng không ạ? Quá xịn sò luôn. Ấm trà quay ngang của Nhật. Đây, lập tổ ong rất là chắc nha cả nhà. Đây. Đó, anh chị nào chốt lên mã 130. Rồi cái ly này ai chốt lên mã ly em tặng luôn ạ, mã ly. Ủa cái này dính được sờ gỡ bà. Nhét thế nhỉ, ai nhét vô thì thời. Gỡ ra giùm em đi. Bó thầy chống cơ. Thôi mà anh ly cho chị Văn Đào ạ. Đây con bình xinh quá nha ơi. Một con bình húp lọc màu hồng đúng không ạ? Màu pastel luôn.
Ai chốt con bình này lên giùm em mã là 35k luôn ạ. Mã 35. Đó, giá thị trường này 8 đến 10 đô một bình đúng không ạ? 200 đến 240 này vừa bán vừa tặng anh chị con bình này luôn. Mã 35 thôi, mua về cắm hoa nghệ thuật rất là đẹp nha cả nhà. Không, mấy chị rất là thích màu hồng đúng không ạ? Đây. Full màu hồng. Rồi em có một cái chậu đây, một cái chậu trồng cây mini để ba chân khoan lỗ sẵn á. Anh chị mua về trồng sen đá bonsai rất đẹp nha. Đó, ai chốt cái chậu đẹp này lên giùm em mã là 10k. Đó, bỏ ra 10.000 anh chị mua được một chậu mini rất là xinh đúng không ạ? Nhiều khi ra mua những cái chỗ mà bán cây kiển, chậu kiển này người ta bán cũng là 30.000 rồi. Đó, giá bán của những cái chậu nhỏ thì rất là đắt đây, anh chị cũng biết rồi đây. Mã 10. Rồi, thêm một cái chậu màu hồng nữa nha. Đó, ai chốt cái chậu màu hồng khoan lỗ sẵn này lên giùm em mã là 25k luôn ạ. Mã 25. Rồi em lên trên chị đây một cái chế bí màu xanh rất là đẹp ạ. Đây hàng đi coi nha cả nhà. Đó, ai chốt cái chế bí này lên giùm em mã là 150k luôn ạ. Mã 150. Mã 10k cho anh Quế Ngọc ạ. Quế gốc đúng không ạ? Rồi anh khách mới anh lên số điện thoại giúp em luôn ạ. Nó trái này 250 này bán cho chị 150 luôn ạ. Đó, ai chốt nhanh tay. Rất là dễ thương đúng không nha? Những cái đồ đi coi đây. Chị mua về đây có cái tủ kiến thôi hoặc là những cái kệ. Kệ lục giác đó nha. Ui bỏ vào những cái kệ phía trước mặt anh chị đây đúng không ạ? Kệ màu trắng này, bỏ chân lên rất là đẹp luôn. Nó mã 150 ạ. Rồi con tô đắp nổi nha, một con tô đắp nổi đây. Đó, đắp nổi một con cáo bán cho anh chị là 35k luôn, mã 35. Đó, đâu ra cái tô đắp nổi đẹp như thế này mà bán 35.000 đúng không ạ? Đây. Anh chị nào nhanh tay chốt cái mã đẹp rồi ạ, 35. Có anh chị nào muốn lên ấm trà thì nói em nữa nha. Để em lên ấm trà cho mình luôn. Đây em có, rồi em cảm ơn anh ạ. Em thấy số điện thoại của mình rồi. 35 cho chị Nguyễn Hoa đầu tiên nè. Đây, một cô gái rất là sexy và quyến rũ đúng không ạ cả nhà. Đây, có bình hoa không em? Rồi em có luôn nha chị Loan Mai ơi. Rồi ai chốt cô gái này bấm cho em mã là 20k luôn ạ. Hàng full hộp đâu ra cái giá mà 20k đúng không nha. Đây đây nhanh tay. Dịp cuối năm là shop em bán là vừa bán vừa tặng cho anh chị là chủ yếu nha cả nhà. Đây, 20k hàng full hộp ạ. Đó, rẻ quá nha. Đó, em nói đảm bảo luôn những cái shop khác mà ai mà bán cái hàng full hộp như thế này bán mã 20 là em tặng cho mình 5 hộp như thế này. Đó, phải uy tín đúng không ạ? Đây, 20. 20 đầu tiên cho chị Kim Anh nè. Chị Kim Anh khách mới lên số điện thoại giùm em luôn ạ. Rồi, lên cho anh chị một con ly đắp nổi được cả nhà. Đây, đắp nổi của người Tuyết đúng không ạ? Đó, bán cho chị bao nhiêu? 10k mã 10 luôn ạ. Nó phải nhanh tay cả nhà. Những cái đồ đẹp này là đây, vừa bán vừa tặng luôn, mã 10. Rồi xin phép lên bình cắm hoa cho chị Lan Mai nè. Đây, mấy con bình này gọi là siêu VIP đây ạ. Em chào anh Út yêu, đây. Một con bình hút lọc nha. Em ghé quán cà phê lấy nha hả? Rồi rồi, ok ạ. Có gì chị Kim Anh cứ chốt rồi có gì ghé lấy ạ. Nhưng mà chị có nhớ là chị mua hàng chị nhớ cọc giùm em rồi mình qua lấy thì cái trừ ra cũng được. Hoặc là chị cứ báo bên em để để hàng riêng của mình. Đó bây giờ chị Kim Anh mà có chốt thì cứ để riêng giùm em nha. Để riêng cho chị một bịch riêng. Rồi ai chốt cái bình này thì lên giùm em mã là 40 đi ạ. Mã 40. Đó cặp luôn đi nha cả nhà, một cặp đẹp luôn đi. 40 nhân 2 luôn. Chỉ có ngày hôm nay thôi cả nhà chứ qua vài nói chung là qua Tết bắt đầu bên em bán giá đúng giá thì nói chung là nó sẽ cao hơn đúng không ạ? Vì một con bình này đã 8 đến 10 đô rồi. Đó, anh chị nào mà hay đi du lịch qua bên Thái Lan thì anh chị cũng biết cái nắm cái giá của những con bình hút lọc đúng không nha. Đó, những con bình mà gọi là màu bình thường như con bình này nè. Đây, cái màu bình thường này là người ta đã bán là biết bao nhiêu mà. Đó, 180.000 rồi. Nó nói chê bán hai con bình đẹp như thế này có 40 nhân 2. Đo chiều cao bao nhiêu? Dạ, chiều cao của những con bình hút lọc này là size 13.5 đến 14 nha chị. Đó, tùy vào những mẫu bình như cặp này là đã 13.5 rồi đây. Em đo trên line lên chị luôn ạ. Đây. Đây, con này là 13.5 nha chị. Con này là 13.5. Anh Quế Góc ơi, anh muốn lấy một cặp hay lấy một con à? Nếu mà lấy một cặp thì bấm mã 40 x 2 giúp em. Vì những cái mẫu bình này là bình hút lọc, bình cắm hoa nghệ thuật nha chị Long Mai ơi. Chị muốn những cái bình bự là phải những con bình tiền triệu như thế kia trước mặt đây ạ.
Rồi, anh Quế Gốc ơi, anh muốn chốt mấy bình à? Có size 25 không em ạ? À? Size 25 thì không có rồi chị ơi, không có là bán hết rồi. Mấy chị bữa đợt Tết mấy chị dành nhau chốt hết rồi. Rồi, lên cho chị một cái con ông già Noel trang trí ạ. Đây, rất là đẹp đúng không ạ? À? Rồi, ai chốt lên giùm em mã là 70k luôn ạ, à? Mã 70. Nó giá bán 150 này bán 70k cho anh chị nào nhanh tay nhất ạ. À? Mã 70. Rồi, đẹp không cả nhà? Đó, một cái hũ đắp nổi hình ông già Noel ạ. À. Ai chốt cái hũ này lên giùm em mã là 31k luôn ạ, à, mã 31. Hay mấy hũ đắp nổi ông già Noel rất là đắt tiền nha cả nhà. Hũ đắp nổi là những hũ không thôi người ta đã bán 25 30 rồi mà. Đây. Hũ đắp nổi hàng Âu. Ôi, cặp trái tim đẹp thế nha. Đây, lên cho anh chị một cặp trái tim bị co ạ. Đây. Rồi, ai chốt cặp này lên giùm em mã là 85x2 luôn ạ. À. Giá bán hồi bữa trước Tết là 150 đúng không ạ? À? Đây. Này bán luôn 85x2, 85k một hình trái tim. Đó, anh chị nào nhanh tay, 85x2. Mã 10 anh Quế Gốc, anh chốt cái gì vậy ta? Mã 10 là nào nhỉ? Rồi đây ạ, à, đây có một con bò sữa dễ thương của nhà. Đây anh chị thấy không ạ, à, hình trái tim đúng không ạ, à, rất là dễ thương. Ở giá bán là nhiêu ạ, à? 300k, này vừa bán vừa tặng luôn. Ai chốt con bò sữa này lên giùm em mã là 175k luôn ạ, à, mã 175 thôi ạ. À. Này là món gì cũng vừa bán vừa tặng đúng không nha, 175. 15 anh chị đang xem, mỗi anh chị cho em xin một chấm đấy nha. Mỗi anh chị cho em xin một chấm ạ. Đây, gia đình chim cánh cụt đúng không ạ? Anh chị lên mã gia đình chim cánh cụt là tặng luôn ạ. Đó, cứ nhanh tay bấm mã là có quà nữa nha. Rồi, em có gia đình chim cánh cụt đầu tiên ra nè, cho chị Tú Anh Đinh nè. Anh chị Duy Thanh sâu rồi. Đây, một cái hũ màu xanh đúng không ạ? Đây, mua về cắm Icabella cắm hoa nghệ thuật. Trời ơi, ai spam đây? Chị Nguyễn Thảo My spam quá. Chết. Ẩn thôi. Sao lại vào spam nhỉ? Rồi, ai chốt cái chậu màu xanh này bấm em mã là 40k luôn nha cả nhà. Mã 40 ạ. À. Những cái chậu đây, màu sắc rất là đẹp đúng không ạ? Mã 40. Mỗi anh chị đang xem cho em xin một chấm đấy nha. Anh chị đang xem cho em xin một chấm ạ. À. Đang bị spam luôn nha ơi. Về nha. Các cao thủ spam lại xuất hiện rồi. Con bình này đẹp quá. Thôi con bình đẹp này đi cả nhà. Đây. Đẹp không ạ? À? Đây phía dưới màu đỏ luôn ạ. À. Ui cái tông màu đỏ này nhiều anh chị thích nè. Rồi ai chốt con bình này lên giùm em mã là 48k luôn ạ. À. Mã 48. Nó giá bán con bình này gần 300.000 đúng không ạ? Này vừa bán vừa tặng luôn, 48k. Mấy này có rồi thì đừng có bóc nữa. Đây, bé mèo nữa nha. Một bé mèo luôn ạ. Rất là dễ thương đúng không ạ? Hàng đắp nổi nữa nha. Đây, 48 cho chị Nguyễn Hoa, con bình đẹp ạ. Đây, anh chị mua về mình đựng gia vị được nữa nha. Đó, đựng gia vị vào trong bên trong. Đây, ai chốt bé mèo này thì lên giùm em mã là 160k luôn ạ. Mã 160. Cái giá bán là 270k này, bán luôn 160k cho ai nhanh tay nhất ngày hôm nay ạ. À. Chỉ bán một thôi cả nhà, chỉ bán một thôi dù là đang còn khoảng 5 em. Đó, 5 em mèo dễ thương nhưng mà em chỉ bán một thôi. Rồi, con ly đẹp rồi đi ạ. À. Đây, một con ly sập caro đó ạ. À. Ly này em có một cặp. Đó, bán cái gì là 29x2 luôn ạ. Một cặp ly rất là bự luôn. 29x2. Đây, em lên cho chị một bộ tô vẽ tâm thái xưa ạ. Đây, truyện ký đầy đủ chung lít sô-cô-la này cả nhà. Đó, giá bán là 180k một tô này, vừa bán vừa tặng anh chị luôn. Ai chốt lên giùm em mã là 150x4 luôn ạ. 150x4.
rất là đẹp đúng không nha. Những cái tô xưa mà tô vẽ tâm thái này cũng rất là đắt tiền đây. Ở trong lô hàng tuyển nhập về giá nó rất là cao, nếu mà bán đúng giá là khoảng là 220 một tô, nhưng mà shop em đã làm giá lại là 180, nay là vừa bán vừa tặng anh chị cuối năm luôn. Đó, bớt thêm cho chị 30k trên một tô đúng không ạ? Đó 36 120 rồi, anh chị mua 4 tô là đỡ tốn thêm 120k nữa đây. Anh chị có dịp cuối năm này hay cả nhà, anh chị muốn chốt cái sản phẩm nào thì mình cứ chốt ạ. Cảm thấy mà bên em shop bên em bán rẻ hơn ngoài thị trường thì mình cứ chốt. À, lên cho anh chị đây, một con đĩa rất là bự, kích thước là chắc khoảng 24.5 này. Viền xanh của ba rất đẹp đúng không nha. Đây, đắp nổi hình cái bông hoa luôn. Mới tình, ai chốt con đĩa này lên giùm em mã là 45x2 ạ, 45x2. À, bát tô hả, sức bao vậy đúng rồi. Cái tô này mình mua về ăn phở được nha chị ơi. Mình mua về ăn phở được. Nói chung là những này là tô xưa nè, anh chị thấy không? Giá thị trường nó đã cao chứ tính là mà công vận chuyển từ bên Nhật về nữa đây. Đó 180 220 là đã bớt rồi. Vì shop em lúc nào mà cũng làm cái giá để bên shop ở nhà là đã bớt rồi, nay em còn bớt thêm cho anh chị nữa. Đó anh chị là cứ muốn những cái mẫu tô xưa như thế này thì mình cứ mua. Vì những anh chị biết rồi, mẫu tam thái nè, ngũ sắc đứng đầu là dòng Kutali đúng không nhà, vẽ vàng thì nó đắt. Xong tới mấy cái dòng mà ngũ sắc này nọ, rồi xong tới dòng tam thái này, rồi xong mới tới mấy đồ men lam. Đây, món nào cũng có giá trị ạ. Nếu mà chị Nguyễn Hoi có chốt lên mã 150x4 giúp em ạ. Nó chỉ 50k một cái thôi. Mình mua 4 cái là đỡ tốn thêm 120.000 nữa rồi. Nó bán số lượng thì anh chị sẽ đỡ tốn nhiều hơn. Rồi em xin phép lên cho anh chị đây. Mấy cái hộp đũa Nhật nha cả nhà. Đây. Đó em sẽ có đũa cô gái ghê xa của Nhật. Đũa mèo thằng tài của Nhật. Và đũa hoa đào của Nhật đúng không ạ? Đũa này đũa tre đã xử lý chống mối mọt hết rồi. Đây hình á là hình nó in vào nha cả nhà. Chứ không phải là hình nó dán. Đó, nếu mà dán là chị lột ra được đây. Em cào trên live cho anh chị xem ạ. Đây. Nó in vô bên trong cái thân đũa luôn. Rất là hay. Đó, cái công nghệ của bên đó, bên Nhật người ta làm nó hay đúng không nha. Đó, ai chốt á, một hộp gồm 5 đôi giá là 60k một hộp. Anh chị mua 5 hộp trở lên em lấy mình cái giá là 55k thôi. Đó, mình cứ mua số lượng là bên em vừa bán vừa tặng luôn ạ. 4 tô bao nhiêu shop ạ? Dạ 4 tô 150 một tô đó chị. Đó 4 tô là 600.000 ạ. Đó nếu mà chị chốt thì bấm mã là 600 hoặc là chị có thể bấm mã là 150x4 ạ. Đó đủ thì 55k nếu mình mua 5 hộp trở lên nữa nha. Đó 55k một hộp. Còn anh chị mua lẻ 1 2 hộp gì đó thì giá là 60k một hộp ạ. Đó anh chị có thể mua về đây tặng người thân bạn bè cũng rất là ý nghĩa. Nói chung mà sang năm là năm con, năm nay là năm con mèo đúng không ạ? Đây. Mua đũa mèo rồi rất là hợp luôn đây ạ, rất là hợp phong thủy mèo thần tài. Mua về vừa ăn, nói chung là ăn sáng trưa chiều tối đúng không ạ? Đó, nó sẽ giúp cho anh chị đây gặt hái nhiều thành công ạ. Vì đây cái mẫu mèo thần tài nhiều anh chị rất là chuộng luôn ạ. Rồi, xin phép lên cho chị một con đĩa cảnh nha cả nhà. Đĩa này đĩa của Nhật xuất Âu ạ. Dòng Noritake, đây Stoneware. Rất là VIP, made in Japan đúng không ạ? Đây. Đó, dòng này dòng hay xuất Âu này, anh chị có thấy cái dòng Stoneware là biết rồi, của hay là của Noritake để xuất qua Âu. Nên người ta làm mấy con đĩa rất là đẹp. Đây, họ tiết nó vẽ hình một cái ngôi nhà đúng không ạ, 2 tầng. Có 2 người đây. Đó, nhất nhân nhì cảnh mà tam vật đúng không ạ? Đây. Có người này, có cảnh này, là thấy đã có giá trị rồi. Đúng cả nhà. Đây. Nó không có vật thôi, vật thì chỉ đứng thứ 3 nhưng mà đã có là nhất nhân rồi nè. Nhì cảnh đúng không ạ? Họ tiết vẽ cảnh rất là hay. Rồi ai chốt con đĩa này lên giùm em mã là 99k đây ạ. Mã 99 thôi. Nó giá bán là 170 này là vừa bán vừa tặng cho anh chị ạ. Bởi sao tại sao anh chị hay săn lùng đây. Những cái đĩa mà nó có vẽ người nè. Đó rồi vẽ cảnh đúng không ạ. Rất là đẹp, rất là hợp phong thủy luôn. Đó 99k. Em chỉ có một đĩa thôi. Hai hộp thì anh bấm giùm em mã 60x2 giúp em ạ. Anh bấm giùm em mã 60x2 ạ. Rồi em xin phép lên cho anh chị ạ, một con bình cắm hoa nghệ thuật nha nha. Mọc xà cừ, ống ánh rất là đẹp luôn ạ. Ống ánh cái màu xanh da trời. Ai chốt con bình cắm hoa nghệ thuật này lên giùm em mã là 77k luôn ạ. Mã 77 ạ. Đây, mấy con bình này những shop kia ta bán là 125k đây. Giờ hồi bữa em có xem live á nha. Đó, có một cái shop bán cái bình y chang luôn. 125. Này bán cái gì 77 luôn ạ.
Rồi em xin phép lên cho anh chị một con đĩa xưa cả nhà. Vẽ hoa, cái này gọi là đắp nổi hoa mẫu đơn chứ không phải gọi là vẽ nữa. Đây. Đây đắp nổi lưới hoa mẫu đơn, viền đây đắp nổi hoàn toàn. 77 cho chị Nguyễn Hoa đầu tiên này. Đây, chuyện ký đầy đủ á. Đây, chuyện của nó đây, 5 chữ nha cả nhà. 4 chữ, à 4 chữ à. 4 chữ. Đó anh chị mua đồ này nhìn vào cái cốt đúng không ạ? Đây, với cái tích của nó mà để đánh giá một con đĩa nó có giá trị hay không này. Rất là hay đây. Đĩa này nói chung là đĩa xưa cả nhà, đĩa này chắc cũng phải trên 70 năm rồi đây. Đây, rất là đẹp, đĩa sâu lòng cả nhà. Để em đo đường kính nó sai bao nhiêu. Đường kính đĩa là 24 nha cả nhà, 24 ạ. Cao 5 luôn. Ui con đĩa này cao tới 5 cả nhà ơi. Rồi, bán cho anh chị con đĩa này lên giùm em mã là 199k luôn ạ, mã 199. Những cái đĩa mà nó đắp nổi lưới cả nhà rất là khó cả nhà, nó phải tỉ mỉ đây. Cái người nghệ nhân hồi xưa người ta phải lấy đây. Những cái đồ thủ công làm bằng tay nha cả nhà. Đây nó đắp nổi lên từng cái miếng ở đây, cái đường chỉ đúng không ạ? Từng cái đường chỉ như thế này đây, rất là hay. Anh chị chịu khó mà mình lên Google mình đọc những cái cách làm của những cái đồ xưa như thế này nè cả nhà, hay lắm ạ. Rất là tuyệt vời. Mã 199 à. Rồi em lên cho chị một con tô tàu nữa nha. Tô này chắc là tô tàu rồi. À dòng Narumi đúng không ạ? Dòng Narumi. China là gớm nha cả nhà, chứ không phải là China là của Trung Quốc đâu ạ. Khi nào mà để là made in China đó, cái đó thì mới là của Trung Quốc. Đó, China là gớm ạ. Nó sẽ có dòng fine China, bond China và hau China đúng không ạ? Và những cái thương hiệu không nổi tiếng nói chung là nó đều là có chữ China ở phía sau. Đó, anh chị có lên Google anh chị bấm á, Google dịch đúng không ạ, bấm chữ China nó sẽ là gốm sứ. Đó. Ai chốt con tô này thì bấm cho em mã là 70k luôn ạ, mã 70. Đây, họ tiết vẽ những cái chú tiểu đó nha. Đó những cái dụng cụ à, rất là VIP đây. Đó, viền vẽ đỏ rất là đẹp. Ai chốt lên mã 70 à. Đây em có một con cừu nè, anh chị lên mã cừu đem tặng luôn cho mình ạ, mã cừu. Họ lấy về đi coi trang trí rất là đẹp ạ, mã cừu. Anh chị đang xem cho em xin một chấm nữa cả nhà, mỗi anh chị đang xem cho em xin một chấm ạ. 43 anh chị đang xem cho em xin một chấm ạ, mã cừu cho chị Nguyễn Hoa nè. Trời ơi con đĩa xưa nha cả nhà, một con đĩa xưa vẽ tích gà trống ạ. Đó, gà trống thì tượng trưng cho sức mạnh đúng không ạ, đây. Tích người ta hay lấy con gà trống nó đi đá gà cả nhà. Đó, một chọi một đúng không ạ? Tích gà trống rất là hay đây, người xưa người ta rất là thích cái tích gà trống á. Đi với hoa cúc nữa nha, mặt trời ạ. Nói chung là anh chị thấy không ạ, cái chôn của nó đây. Nó sần sùi như thế này rồi đây. Con đĩa này chắc cũng trên cái 100 năm rồi, nhiều khi cái hàng này hàng đào này cái này. Cả nhà. Ai chốt con đĩa này lên giùm em mã là 120k luôn ạ, mã 120. Đĩa này như có một đĩa thôi nha, chỉ có một đĩa duy nhất thôi. Đó, anh chị nào muốn siêu tầm thì cứ lên mã 120. Ui, bình thuốc độc đẹp thế nha. Đây anh chị thấy không ạ? Bình bên em hầu như vừa bán vừa tặng này, một bình 48k cho các chị này chỉ mua xong chị xả này. Này, con bình này gọi là siêu đẹp rồi. Ui, mấy con này anh chị thấy không? Ánh sà cừ cả nha. Men chảy mà ánh sà cừ luôn ạ. Nó bán anh chị combo 5 bình luôn cũng được. Rồi, combo 5 bình nữa nha, 5 bình luôn ạ. 1 2 3 4 5 bình. Đó, ai chốt lên giùm em mã là 199k luôn ạ, mã 199. 5 mẫu bình hút lọc nha cả nhà. Đó, bình hút lọc nằm trong top 5 vật phẩm là gọi là may mắn đúng không ạ? Nó sẽ có con là thiền thừ nè. Long quy nè, bình hút lọc nè. Bình hút lọc nó sẽ có hai loại, một loại là gốm sứ và một loại là mộc đúng không ạ? Với ông Phật Di Lặc. Đĩa xanh trắng đi anh à, rồi đợi em một tí ạ. Đó, ai chốt báo may mã là 199k, 5 bình luôn ạ, vừa bán vừa tặng nha anh chị. Đó, giá thị trường nó 8 đến 10 đô một bình rồi. Nhiều khi anh chị qua Thái Lan mình đi du lịch đúng không ạ? Người ta bán một bình cho anh chị thì anh chị đây qua shop em mua 5 bình bằng cái giá tiền mình đó bán một bình ạ. Đĩa xanh trắng đi anh muốn xem đĩa xanh trắng bên trong à, sao ạ? À? Lấy giùm em cái đĩa xanh trắng đi. Rồi anh chị lên giùm em mã tặng, em có một cái đuôi cá mạ vàng đây, đó lên giùm em mã tặng đi ạ, em tặng luôn cho mình.
Rồi đây ạ. À, em xin giới thiệu cho anh chị đây. Một con đĩa xưa vẽ mang lam nha cả nhà. Đây. Vẽ cảnh rất là viết đúng không ạ? À? Tích của nó đây, hai cây tùng có nghĩa là bách niên giai lão à, và tích sơn thủy ạ. À. Có tích nhà nữa đây. Đó, con đĩa này nó sẽ nằm trong top 2 rồi này. Nó nhì cảnh đúng không ạ? À? Nhất nhân nhì cảnh tam vật đây. Đó, nó nhìn vào rồi đây, ba cái tích đó mà nó lên giá trị của con đĩa xưa. Đó, ai chốt con đĩa này lên giùm em mã là 800 ạ, à, mã 800. Giá bán là 1,2 triệu nha cả nhà, nhưng hôm nay bớt cho em 400k luôn. Đó, anh Đức Độ có chốt lên giùm em mã 800 ạ. À. Cảnh mang lam. Đĩa này nó có chuyện mà chuyện ẩn nha cả nhà, chuyện ẩn à. Đây. Chuồng đít đây. Đã già tuổi rồi đây cả nhà. Đường kính bao nhiêu vậy rồi để em đo cho mình. Đường kính đĩa là 31.5 nha, 31.5. Đĩa này là hồi bữa đó có anh chị trả là bao nhiêu à? 950 nè. Nhưng mà kiểu như mua xả ra thì đây cuối năm em cũng vừa bán vừa tặng anh chị luôn. Đó, bớt thêm cho anh chị 150 là lấy cái giá 800k thôi. Mấy cái đĩa này gọi là siêu phẩm rồi, nhiều anh chị mà hay mua đĩa cảnh anh chị cũng biết đúng không ạ? Cái giá trị thật của những con đĩa đây. Nó chỉ nhìn vô cái tích của nó rồi đã thấy nó có giá trị rồi. Đắp đây, vẽ hình hai cây tùng. Đó đây. Nước nè, núi nè. Đó, tích nhà nữa đúng không ạ? Nó mua về làm đi cảnh trưng bày trang trí rất là hợp phong thủy ạ. Rồi đây, em có con heo nữa nha. Anh chị lên mã heo em tặng luôn ạ. Mã tặng đầu tiên cho chị Tuyền My nè, cái đuôi cá nè. Đó, mã heo anh chị nào nhanh tay sẽ có quà. Hôm nay là vừa bán vừa tặng quà liên tục cho anh chị ạ. Anh chị đang xem ai chưa chia sẻ thì nhớ cho em xin vài lượt chia sẻ để em tặng quà nha cả nhà. Ôi ôi đây. Dễ thương quá nha. Đó, ai chốt con này bấm em mã 10k. Đó, nay là vừa bán vừa tặng luôn, nó có vết lỗi nhẹ dưới cái chân nha nha. Đó này là vừa bán vừa tặng luôn. Thôi dạ không ạ, 500k không bán được ạ. Mã 10 đầu tiên cho chị Tú Anh Đinh. Chị Nguyễn Hoa sâu rồi. À, lên cho chị một cặp ly. Còn nhà gớm không ạ? À? Nhà gớm hả? À? Dạ còn luôn ạ. À. Kiếm em cái nhà gớm nha. Rồi xin phép em lên cho anh chị một cặp ly uống trà của Nhật nha nhà. Hả? Gì? Đúng rồi. Rồi ai chốt cặp này bấm em mã là 40x2 luôn ạ. À. Anh chị nhìn cái màu à. Anh chị có nhà mà có chơi những cái đồ mà kiểu như dòng Kiyosaki không cả nhà? Mấy dòng Kiyosaki người ta hay có đây. Cái lớp mà sơn như thế này đúng không nha. Đây. Đó, viền đây. Sô-cô-la. Ngôi nhà bằng gớm anh. Rồi ai chốt cặp này 40x2 cả nhà. Em có một cặp thôi trong lô hàng tuyển ạ. Những cái ly này gọi là ly độc lạ đây. Đó, chị thấy không ạ? À? Hình thù rất là độc lạ. 40x2. Sếp ơi có kiếm được cái đĩa hình tháp hôm em chốt 160. À chị chốt cái đĩa đó hả? Cái đĩa cảnh đó hả? Cái đĩa cảnh đó bây giờ em không biết nó làm thùng nào đây. Để... nay là em vừa bán vừa lên cho anh chị đây. Để coi lát nữa tới thùng nào có thì em sẽ báo với mình. Rồi đây em xin phép lên cho anh chị đây một cái hàng hộp nữa nha. Đồ trang trí của Nhật hay sao nha. Đây. À mấy con pha lê mà đắp nổi hình này hình kia. Có vậy. Đây. Cho mình mấy đồ mini cái nhà ơi. Hình con vịt, con gà gì tùm lum đây. Con chó nữa nè. Có mấy con, nó có vài con bị vài vết lỗ ở nhà. Vì cái hàng này mà dễ bị lỗi lắm các nhà ơi. Đây, ui trái thanh long các nhà ơi. Có trái thanh long nữa. Ui con chó này đắt tiền lắm nè. Con chó này chó thiệt nha. Ui con cá voi nữa. Đó, dễ thương đúng không ạ? Rồi, bán cho anh chị cái hộp này, ai chốt lên giùm em mã là 200k luôn ạ. Mã 200. Mã 200 nghe nha. Bỏ ốc thì tùm lum á, mấy cái đồ trang trí. Rất dễ thương. Có vậy? Lâu vậy? Có gửi hình qua Messenger rồi nhé.
À, rồi, rồi, em biết cái đĩa đó rồi, em biết cái đĩa đó rồi, nhưng mà đang kiếm à. Rồi đây em lên cho anh chị một cái chén pha lê đắp nổi hình một chiếc lá mà nó rất là lớn đúng không nha. Đây. Đây nó xếp xung quanh luôn, rất là hay. Đó, trong lô hàng Nhật anh chị biết rồi. Đó, dù là pha lê hay thủy tinh thì cái nào nó cũng xịn à, đồ Nhật mà. Rất là VIP. Ai chốt này lên giùm em mã 10k luôn ạ, mã 10 thôi. Đây là vừa bán vừa tặng cho anh chị ạ. Mã 10. Không phải cái đó, cái ngôi nhà kia kìa anh. Đó, cứ đưa cái đó cho em trước đi. Có cái nhà mà thành cái tháp ấy. Trên đây bữa em thấy có 3 cái mà ta. Bán luôn hả? Bên coi cái thùng hàng bên kia còn cái nào không? Số cái nào? Mã 10 cho chị Nguyễn Hoa đầu tiên, chị Trần Trang, chị Tuyền My, chị Văn Đào sau rồi. Đây, em có ngôi nhà này nè chị. Chị nào quên tên nữa rồi. Chị Alex Hóc à. Đây có căn nhà bằng gốm này ạ. Nó giá bán là 150 một căn đúng không ạ? Nay vừa bán vừa tặng luôn. 85 x 2 luôn ạ, một cặp luôn ạ. 85 x 2, chất liệu là bằng gốm nha cả nhà, gốm sứ ạ. 85 x 2. Cái chất cái cốt của nó giống như là cái dầm cốt men sỏi đây. Rất là chắc luôn. 85 x 2, có 2 căn. Nó sang tên trong vòng một nút nhạc luôn ạ. Đây cái nhà ơi, ôi cái này nó xinh cái nhà ơi. Nó bán cái gì bao nhiêu à? 15k luôn, mã 15. Cái này em thấy tỷ lệ như cái này là tỷ lệ pha lê nó nhiều hơn là thủy tinh đó cái nhà. Đây, rất là đẹp đúng không ạ? Nhiều khi mà nó một cái dòng mà crypto hoặc là hoja thì rất là xịn rồi. Rất là nhiều anh chị mua đồ kiểu như pha lê thủy tinh của Nhật anh chị biết rồi. Hai cái thương hiệu hoja rồi crypto rồi đó. Ui, lâu lâu mua chúng cái đó thì rất là hay. Còn những cái ly là hầu như của ly thủy tinh nó sẽ để là Suntory nha nha. Đó vì nhiều cái nhà gốm người ta nhập đồ bên Nhật về á. Đó những cái ly mà thủy tinh hầu như là của dòng Suntory thì nhiều. 15 cho chị Nguyễn Hoa đầu tiên ạ. Chị Nguyễn Hoa cái gì mình vào bắn cọc cho em 300k luôn ạ. Mình bắn cọc cho em 300k. Em chào anh Trần Xuân Nhập ạ. Hello anh. Rồi em lên cho chị một cái khay xưa nha cả nhà. Khay xưa ạ. Đây. Ai chốt này bấm gì mẹ mã là 7k luôn ạ, mã 7. Vậy rồi em cảm ơn chị Nguyễn Hoa rất là nhiều. Nếu mà chị không có nôn nóng về cái đơn hàng mình có gì à, qua Tết. Nếu mà bên em vẫn đóng gói, vẫn giao. Nhưng mà nếu mà nó giao không kịp trước Tết thì có gì qua Tết chị nhận giúp em ạ. À. Anh chị cứ yên tâm bên mình, bên chị, anh chị cứ chốt rồi, đã cọc rồi thì hàng nó vẫn nằm đó. Nó không có mắc mát của anh chị một tí nào đâu ạ. À. Nên anh chị cứ yên tâm. Còn bên em vừa bán vừa tặng hàng thì vẫn là vừa bán vừa tặng. Đó, không có lấy giá cao hay này nọ đâu, anh chị cứ yên tâm mà chốt hàng ạ. À. Rồi mã 7 cho chị Tú Anh Đinh đầu tiên. Mã 15 anh mì bánh sau rồi. Em xin phép lấy cái số điện thoại của mình. Đó, anh chị cứ yên tâm nha cả nhà. Shop em thì bán hàng rất là uy tín rồi. Đó, lượng khách hàng cũng rất là đông đúng không ạ? Anh chị nào không tin thì mình có thể ở đây. Đó, mình lên những cái trang gốm đó thấy rất là nhiều anh chị chia sẻ bài thậm chí rồi có thể là gọi là đánh giá 5 sao này nọ đúng không ạ? Cho em xem cái bình trà trắng bông tím ha, rồi đợi em một tí. Rồi em xin phép lên cho anh chị cái ấm trà. Ấm trà này nó có hình như hàng Pháp hay sao nha. Đây, Made in Fancy đúng không ạ? Đây, vẽ hoa màu tím, hoa hồng tím nha nha. Nó giá bán là 350, nay vừa bán vừa tặng cho anh chị luôn. Ai chốt lên giùm em mã là 180k nha nha. Mã 180, hình như cái mẫu này chỉ còn sót lại một cái duy nhất thôi. Vì khi mà nhập về đó nha, nó được khoảng là 30 cái. Đó, nay đây, còn một cái cuối cùng. Anh chị nào chốt thì lên mã 180 ạ. Rồi, cái nhà này, anh Alex gì đó, em quên tên nữa rồi. Anh Alex Thóc ơi, đây, cái nhà của anh đây ạ. Rồi. Rồi, anh chốt bấm em mã là 185k luôn ạ. Mã 185 giúp em ạ. Đó, giá là 270, này bán 185 luôn. 180 cho chị Tuyền My ạ. Xem lại cái đĩa hả? Anh muốn xem cái đĩa nào ạ? Anh Nguyễn Tâm Nam Thiệp muốn xem cái đĩa xưa hay là đĩa nào ạ? 185 nha cái nhà. Đó, căn nhà làm bằng gốm nha, gốm sứ ạ. Ở nhà bằng composite người ta đã bán nhiều à? 250, 350 rồi. Đây, 185 thôi. Nay là vừa bán vừa tặng cho anh chị dịp cuối năm luôn ạ. Đây, lên cho chị một cái chén ngũ sắc nha.
Biết không cả nhà? Đây, chuyện ký này đủ chuyện rất là nét luôn đây. Nó quan trọng cái chuyện đúng không ạ? Và họ tiết của cái chén đây. Rồi, ai chốt cái chén xưa, nói là chén xưa nó lại không đúng à. Cái này chỉ nói là chén vẽ ngũ sắc thôi. Ai chốt lên giùm em mã là 40k luôn ạ, mã 40. Rất là đẹp, những cái chén men lam người ta đã bán nhiều à? 5-60 rồi mà. Nay là vừa bán vừa tặng anh chị là hết, nói chung món nào anh chị cứ hỏi em. Đó, bán là gọi là lấy giá nhập luôn, nhiều khi là vừa bán vừa tặng luôn ạ. À. Nhà một tấm lâm cho anh mì bánh đầu tiên ạ. À. Em cảm ơn anh ạ. À. Nhà gốm này em mới mua tại shop rồi ạ. À. Ôi vậy là anh muốn xem cái nhà gốm nào? Em tưởng là cái nhà gốm thì có hai mẫu đó thôi anh ơi. Những cái mẫu nhà mà làm bằng gốm thì có hai mẫu đó. Còn cái mẫu bằng composite thì cái mẫu đó nói chung là anh chị nó đẹp quá. Vì nó đắp nửa cái dãy nhà Âu á nha. Nên lên là anh chị có thấy nó có một hai món là anh chị chốt liền à. Nên là không còn đâu cả nhà ơi. Dù là composite nhưng mà nó rất là biết nha cả nhà. Ôi ôi nó đắp nổi nguyên cái dãy nhà Âu luôn mà. Chén 40 cho chị Nguyễn Thị Thu Thảo đầu tiên ạ. À. Chị Nguyễn Thị Thu Thảo khách mới lên số điện thoại giùm em luôn ạ. À. Đây. Có một cây thông Noel nữa nha. Ai chốt lên giùm em mã là 15k thôi ạ. À. Mã 15. Đó, những cái đồ mini mà trang trí anh chị biết rồi. Đó, những cái shop người ta bán rất là cao luôn ạ. À. 70-80. Đó, nay vừa bán vừa tặng luôn. Anh xả bình 180 đi anh, nhà mới mua rồi ạ. À. Rồi em xin phép xả cái bình ra giùm em luôn ạ. À. Anh chị chốt kỹ, nếu muốn xả, xả trên live giùm em nữa nha. Gửi nó đi. Kêu ra giùm em. Rồi anh xin phép để lại con bình trên đây ạ. À. Bình này còn sót một cái thôi nha. Bình của Pháp còn sót một cái à. Đây. Con ly pha lê đúng không ạ? À? Ai chốt con ly này lên giùm em mã 10k luôn ạ. À. Mã 10 rất là dày nha. Đây. Mã 10 thôi. Đem lại à, anh muốn xem cái đĩa nào ạ? À? Anh phải nói lại là cái đĩa nào giúp em để em biết ạ. À. Anh muốn xem cái đĩa nãy hay là cái đĩa này? Nãy giờ em lên cũng 3-4 đĩa rồi. Anh muốn xem đĩa nào thì cứ nói rõ giùm em để em lên cho mình ạ. À. À, còn chén nữa không ạ? À? Dạ chén mấy cái chén đồ mấy cái chén kiểu như chén vẽ ngũ sắc thì nói chung là hiếm nha chị, lâu lâu mới có vài cái thôi ạ. À. Đây. Ai chốt cái con bò sữa đây? Ui cái này chắc lên mã gì à? Mã bò sữa tặng luôn ạ. À. Nhiều khi mấy món hàng hộp anh chị biết rồi. Đi du lịch qua Nhật đúng không ạ? Nó bán cho anh chị cũng vài chục yên, vài trăm yên rồi đây. Nay là vừa bán vừa tặng hết. Đó, anh chị lên mã bò sữa tặng luôn. Full hộp cái nha. Đồ của Nhật ạ. À. Đây, thấy không ạ? À? Shop em này nói chung không có gì ngoài quà tặng. Anh chị nào có yêu thương thì cứ mua ủng hộ. Đó, mình có đó rảnh tay mình có nhìn vô cái góc trái màn hình đúng không ạ? À? Bấm vào cái nút chia sẻ giúp em. Đó, cho em xin anh chị là mỗi lượt chia sẻ đó. Đó mình chia sẻ vào hội nhóm nha cả nhà. Rồi, bò sữa đúng mã cho ai nè? Bò sữa đúng mã cho chị Tú Anh Đinh nè. Đó, chị Tuyền My sâu rồi. Đó, mình đi du lịch qua nước ngoài, mình mua mấy cái này người ta bán cũng vài chục yên rồi đúng không nha. Rồi, xin phép lên cho anh chị cái bộ đĩa đẹp nữa đi ạ. Đây, bộ đĩa Nhật cái nhà, mấy cái đĩa này chị mua về làm cái bộ đĩa làm cái dầm trà á nha. Ui, rất là VIP luôn đây. Vì sao à? Vì nó vẽ cái đây, vẽ hoa mà hoa màu men lam á nha. Đó, rất là bắt mắt luôn. Chuyện ký đầy đủ nha. Rồi, bộ đĩa này ai chốt bấm em mã là 48x3 luôn ạ. 48x3. Vì những cái cốt con đĩa này như cái cốt đĩa xưa nha, nó rất là dày luôn ạ. Đây. Cho anh chị xem cái này mà kia mà căng ký lên bán chị là rồi. Không bao giờ có giá 47-48 đâu đúng không ạ? Đó, ai chốt cái lên mã. Em lo hai mâu là sao ạ? À? Anh Trần Xuân Nhập, anh muốn xem cái gì à? Đó, ai chốt bộ đĩa lên giùm em mã 48x3 nha cả nhà. Rồi em có đồ gắt đây, đồ gắt đũa gắt muỗng bằng pha lê màu đúng không ạ? Anh chị lên mã gắt đũa tặng luôn ạ, mã gắt đũa. Rồi xin phép lên anh chị đây một cái cặp trang trí nha, cặp decor rất là VIP luôn cả nhà đây. Rồi anh chị mua về đúng không ạ? Anh chị bật đèn lên. Đó, cho thêm bản nhạc nữa là không chê vào đâu được cả nhà. Đó. Biết không cả nhà? Rồi, ai chốt cặp này lên giùm em mã là 50x2 luôn ạ. À. Nay là vừa bán vừa tặng hết nha cả nhà. Đó, ai chốt cặp bình này lại tay 50x2 một cặp luôn ạ. À. Cái sợi dây thần đây. Đó là đầy đúng cả nhà, mua về trang trí anh chị bật nhạc mà ADM rồi đó, nhạc remix đó. Ui, VIP lắm. Nó tắt giùm em luôn ạ. À. Rồi, mã gác đũa đúng mã cho anh Quân Nguyễn nè.
50 nhân 2 nha anh mì bánh ơi. Nhân 2 xài pin hả anh? Dạ đúng rồi. Mấy cái pin mà trong cái đồng hồ á nha, pin nhỏ nhỏ bỏ đồ chơi á, mấy cái pin đó hả, chị cứ ra tiệm đồng hồ nếu mà hết pin. Nhưng mà mấy mẫu này toàn là mẫu mới nên là pin nó còn rất là nhiều. Chị xài nhiều khi xài nửa tháng nó cũng không hết đâu cả nhà ơi. 50 nhân 2 giùm em nha anh mì bánh ơi. Một cặp đó là 100 ngàn, một cái 50k quá rẻ đúng không ạ? Những cái đồ trang trí mà. Chị coi bình tròn nào rồi, chị đợi em một tí nha chị Nguyễn Thanh Phượng ơi, đợi em một tí ạ. Đây đây đây, một cái tô sâu lòng đúng không ạ? Đây, mọc luôn cả nhà. Bán cho anh chị bao nhiêu à? Những cái tô này nhiều anh chị mua những cái shop khác người ta bán nhiều à? Cũng trên 80k đúng không ạ? Nay vừa bán vừa tặng luôn. Ai chốt bấm em mã là 35k luôn ạ. Đó, đâu rẻ hơn shop em đúng không ạ? Mã 35. 50 nhân 2 cho chị Tuyền My ạ. Chị Tuyền My mình chốt kỹ giúp em ạ. Giờ em thấy mình cũng bị đánh dấu đây. Kiểm tra về anh điện thoại kiểm tra được không? Không hả? Chị coi bình tròn, chị muốn xem bình tròn này đúng không ạ? Đây. Con bình thì nó hơi VIP nữa nha, vì con bình này là con mang chảy Thúy Hồng ạ. Đây. Cho anh chị xem. Nó giá thị trường là những con bình là nó dao động vào 8 đến 10 đô bên thị trường Thái Lan. Anh chị nào mà đi Thái Lan nhiều thì anh chị biết rồi đúng không ạ? Đây. Rất là đẹp. Đây, đây là em có mấy mẫu bình VIP mà tính lên giới thiệu cho anh chị đây. Đây, men chảy Thúy Hồng ở đây. Rất là xịn sò đúng không nha. Nếu đúng giá con bình này khoảng là 350 một bình. Còn những con bình bình thường như thế này đây. Đây. Đó, con này sẽ dao động vào khoảng là 240, con này là khoảng là 180 đến 200 thôi. Đó, những mẫu này thì nó bình thường nên giá nó cũng rất là bình thường ạ. Còn mấy con này men chảy thì nói chung là tỷ lệ nung ở cái nhà nó khó ra hay sao á. Khi em nhập về nó cũng không có nhiều cái mẫu này đâu. Đó, chị coi like của anh chị cũng biết đúng không ạ. Lâu lâu mới có vài con này bóc lên đem tới em lui giới thiệu cho anh chị xem thôi. Do mấy anh chị cũng hay dành nhau chốt mấy mẫu này nè nên nó không còn nhiều. Đó, ai chốt con bình này thì lên giùm em mã là 65k luôn ạ. Mã 65. Đó, con bình này thì lên giùm em mã là 66 luôn ạ. Trên lệch 1.000 cho khỏi trùng mã thôi. Đó, nay là vừa bán vừa tặng nha. Chứ cái con bình này nè, hồi bữa có anh chị trả em giá 300k em không bán nha. Đây, cho anh chị xem nha, mất công anh chị là không tin. Đây. Đây, một con men chảy Thúy Hồng. Nhưng mà nó chảy đụng đáy luôn ạ. Đây, 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 đây. Biết không ạ? Có đúng một bình luôn. Trong một cái lô bình khoảng đâu nếu mình tính rồi 2.500 gần 3.000 bình á. Nó chỉ có đúng một con men chảy Thúy Hồng như thế này mà chảy đụng đáy. Những con kia nó có chảy nha cả nhà, nhưng mà chảy tới đây. Đó, cái con chảy tới đây là hến đát rồi, mà chảy tới đây thì không có nè. Chỉ có con này thôi. Đó, có anh chị trả em 300k rồi em không bán. Đấy không chị? Dán giá mà em còn chưa dám ghi giá đây. Để trưng bày thôi ạ. Đó, rồi ai chốt cặp này lên giùm em mã là 40 x 2 luôn cả nhà. Mã 40 x 2 luôn. Đó, một cặp. Rồi, cho em xin cái cặp này em để lại. Mấy bình hút lọc anh chị mua về mình cắm hoa nghệ thuật cũng được. Hoặc là anh chị để cho nó hút tài lọc cũng được. Rồi, em có một cái bình mọc cả nhà. Một cái bình mọc men tuyết ạ. Anh chị mua về đây. Anh chị có thể cắm hoa. Đó, ai chốt cái bình này lên giùm em mã là 140k cả nhà. Mã 140 ạ. Bình cắm hoa mọc men tuyết ạ. Rồi em có con ly xưa, anh chị lên mã ly xưa em tặng luôn ạ. Mã ly xưa. Ừ cái nhà ơi. Bao nhiêu vậy em, bình tròn ạ? Chị muốn xem cái bình tròn nào ạ? Cái bình tròn nào em để đâu nữa rồi? Chị Nguyễn Thanh Vượng muốn xem bình tròn nào? Bình này hay bình này ạ? Ly xưa đầu tiên cho chị Nguyễn Hoa nè. Rồi em có một con đây. Ui một cái khay pha lê nha cả nhà. Ui gợn sóng rất là hay luôn ạ. Đó, ai chốt cái khay này bấm em mã là 21k luôn ạ. Đó, đâu ra mà cái khay người ta bán 21 đúng không ạ? Vì nói chung là những cái đồ pha lê thủy tinh nằm trong lô hàng Nhật thì rất là VIP rồi. Mà có một cái à, có một cái duy nhất à. 140 cho chị mì bánh nè, cái bình nè đó. Quá rẻ đúng không nha. Nó lâu lâu nó có một con anh chị mua về để bộ trà đẹp lắm cái nhà ơi. Rồi đây đây, 21 thôi, em vừa bán vừa tặng ạ. À, cổ cao hả chị? Cổ cao chị lên giùm em mã là 61k giúp em ạ. Mã 61.
rất là đẹp đúng không cả nhà. Đây, mấy cái màu này nhìn đã con mắt lắm. Nhiều khi anh chị nhìn trong live nha, cái ánh sáng của cái đèn điện nó rọi vào, đó anh chị thấy nó không chân thật bằng ở ngoài đâu ạ. Đảm bảo mua về là anh chị sẽ thích ngay hai con bên này, đảm bảo anh chị mua một cặp này về không chê vào đâu được. Anh chị thấy cái này gọi là gì nhỉ, cái viền đúng không ạ. Đây, nó thúy hồng như thế này đây. Đó, một cái 60, cái 61, anh chị nào muốn chốt cái nào cứ chốt. Vì đằng này em cũng bán cái giá rẻ rồi, 61 cho chị Nguyễn Hoa nè. Mã 140 là cho anh mì bánh, cái mã ly xưa là nãy của chị Nguyễn Hoa luôn. Mã 21 chị Nguyễn Thị Thu Thảo sâu rồi. Mã 21 anh mì bánh cũng sâu rồi. 140 nè. Hai viên thì bỏ bớt một bill anh. Rồi em lên cho chị một cái hũ đây, một cái hũ màu pastel nha cả nhà, màu hồng đúng không ạ? Màu hồng cánh sen, rất là đẹp luôn, mới tinh. 61 là cái bình. 21 là cái khay. Em chỉ in nè. 21 cho chị Nguyễn Hoa. Rồi đây ạ, à, ai chốt cái hũ này lên giùm em mã là 45k luôn ạ, mã 45. Nó nằm trong lô hàng Âu hết nha cả nhà. Đây, rất là đẹp đúng không ạ? Mới tinh luôn đây. Đó, anh chị nào muốn chốt thì cứ nhanh tay ạ. Thì món nào bây giờ em cũng xem hết cho mình ạ. Đây, có một chén thấu quang như thế nha. Những cái dòng mà thấu quang đây mà nó hình là cỏ bún lá thì là của Nhật, nhưng mà thấu quang hạt dưa là nó của Tàu nha cả nhà. Anh chị lưu ý ạ. Đây, con bác này bác xưa đây, thấu quang của Nhật ạ. Chuyện ký đầy đủ. Ai chốt lên giùm em mã là 20k thôi ạ. Mã 20. Chủ yếu bán về cho anh chị siêu tầm đây. Mã 20 cái nhà, thấu quang hả? Anh chị thấy không ạ? Ánh đèn nó rọi vào đây, cỏ bốn lá tượng trưng cho sự may mắn nha nhà. Đó, anh chị biết rồi, cái tích cỏ bốn lá đây thì là tượng trưng cho sự may mắn. Ho mắt luôn. 20 cho chị Nguyễn Thị Thu Thảo đầu tiên. Đây đây cả nhà ơi, cái cặp đĩa đẹp cả nhà. Tình trạng này nói mà nó mới 100% thì không rồi. Đó, do quá trình vận chuyển từ bên Nhật về, anh chị biết rồi, để cả nhà hàng thì chồng lên nhau nó sẽ xô xát với nhau, nó sẽ chày. Nên là em sẽ báo luôn, tình trạng này nếu mà kêu mà hàng lay new 99% thì cũng chắc cũng không phải, khoảng là 85% thôi. Nhưng mà rất là đẹp đúng không ạ? Đây, ai chốt cặp đĩa này lên giùm em mã là 45x2 ạ, 45x2. Những cái đĩa này hầu như chắc là Nhật xuất Âu thì nhiều đó cả nhà. Đây, cho anh chị xem chuyện ạ. Made in Japan đúng không ạ? Đây, ở ngoài cái cái đế của nó rất là mới, nhưng mà bên trong thì nó bị hơi chảy nha, do đĩa nó để trên nhau quá. Quá trình vận chuyển về anh chị biết rồi, hàng hóa mà nó sẽ chảy liền. Nhưng mà rất là đẹp đúng không ạ? Lấy cái giá 45 thôi, nếu mấy con đĩa mà hoa hồng này nọ thì mà nó không bị lỗi á, người ta bán thôi, nếu đúng giá cũng 150-200 ngàn là chuyện rất là bình thường. Hồi bữa đó có anh chị chốt rồi, chốt mã là 60x2 rồi đó. Nhưng mà xả ra kiểu như là không cọc tiền đó nha. Đây. Đây. Con ly đẹp quá cả nhà ơi. Ai chốt lên giùm em mã ly tặng luôn ạ. À. Có chị Nguyễn Hoa. Chị Nguyễn Hoa ơi, mình vào bắn cọc giùm em 300k đè, rồi mình ra mình chốt tiếp ạ. À. Còn mấy anh chị kia thì có mấy anh chị khách quen, anh chị mì bánh thì cũng là khách quen mà đúng không? Mì bánh, bánh mì á. Sao thấy có số điện thoại rồi sẵn hết rồi mà. Còn bên đó có dư cái điện thoại nào không? Cho một cái điện thoại qua kiểm tra đi cho dễ. Mã ly cho chị Tú Anh Đinh nè. Rồi em có con ly mèo nữa nha. Đó, ly mèo giá bao nhiêu à? 250k một ly đúng không? Những cái ly đắp nổi đây. Rất là đắt. Rồi nay ai chốt bấm cho mã là 200k. Vừa bán vừa tặng cho mình 3 ly luôn. Nhắn số tài khoản cho mình. À nãy giờ em chưa gửi đúng không ạ? Rồi em gửi qua cho mình rồi đó chị Nguyễn Hoa ơi. Rồi em đã gửi qua Messenger rồi. Đó, 200k 3 ly nữa nha. Lưu ý giùm em 3 ly luôn ạ. Nhiều anh chị kinh doanh đồ gốm có thể mua về mình bán lại cũng được. Vì sao ạ? À? Đây, những cái ly đắp nổi anh chị biết rồi. Giá rẻ nhất cũng là 150 rồi. Đó, đúng không ạ?
À, nhiều anh chị mua những cái hàng đắp nổi hàng Âu như thế này đây, cũng biết rồi. 200k 3 ly, chỉ còn đúng một combo cuối cùng nữa nha. Chỉ còn đúng một combo thôi, không có combo thứ hai đâu. Rồi xin phép lên cho anh chị con ly điếu cày ạ. Đây, anh chị có thể hút thuốc được nha cả nhà. Đây, để thuốc lá vô đây. Quạt lửa đúng không ạ? Hút. Ai chốt lên cho mẹ mã là 70x2 luôn ạ. Mã 70x2, ly điếu cày. Những ly này gọi là ly độc lạ đây. Rồi, lên cho anh chị một con ly Âu. Đây, ai chốt cái ly Âu này bấm em mã là 35k luôn ạ, mã 35. Nói chung là ly Âu thì giá nó hơi cao quá nha, ly mới ạ. Mã 25. Trời ơi, đây, một cái lọc lưới mà bằng gốm nữa nha. Đó, anh chị lên mã 10k giúp em ạ, mã 10. Con ly này xưa dữ rồi lại. Chắc đi. Anh chị đang xem mình cho em xin một chấm đi à. Mã 10 cho anh Nguyễn Chí Kiên. Cái lập bằng lưới anh. Lập lưới bằng gốm. Em chào chị Kim Anh. Rồi đây ạ. À. Đó mỗi anh chị cho em xin một chấm nha. Đây. Đó đẹp đúng không cả nhà. Đắp nửa hình à. Một cái quả bí á. Đây. Ai chốt lên giùm em mã là 60k luôn. Mã 60. Những sản phẩm này đây. Toàn là 99 đến giá 150 đúng không ạ. Đây là vừa bán vừa tặng luôn. Shop mình tên là Ngọc Phan hay là Mây Hồng, có hai tin nhắn không biết thế nào. À, shop bên em tên là shop tiệm gốm Mây Hồng, gốm sứ vui vui nha cả nhà. Anh chị lưu ý giùm em. Tiệm gốm Mây Hồng ạ. À. Em thấy chị Nguyễn Hoa rất là kỹ luôn đây, đó. Chị còn quay lại hỏi nó mất công mà chị cập lộn đúng không ạ. Đó nhiều anh chị rất là kỹ tính. Em rất là thích mấy anh chị kỹ tính luôn ạ. Dạ rồi em cảm ơn chị. Đó chị vào bắn cập với em rồi mình ra mình chốt tiếp ạ. Những sản phẩm thì rất là nhiều phía sau đây. Nay là em vừa bán vừa tặng hết cho anh chị. Mã 10 hả? Mã 10 là cái nào nhỉ? Mã 10 à? Sai à? Mã 10 à chị, anh chị mì bánh sâu rồi. Rồi cái tách này đi ạ. Đây. Ai chú cái tách này bấm em mã là 20k luôn ạ. Mã 20. Phát uống cà phê của Nhật nha nha. Mã 20. Rồi ôi đâu ra con bình hút lọc đẹp như thế này nha ơi. Con men chảy luôn ạ. Đây ai chốt con men chảy này lên giùm em mã là 45k luôn ạ. Mã 45. Bình hút lọc. Anh chị mua về làm bình cắm hoa cũng được. Cắm hoa khô nha nha. Chị đã chuyển khoản full đơn từ ngày 10 tháng 1 đổ về trước. Shop chết để có. Rồi nói chung là những cái đơn hàng của mấy anh chị khách mua bữa giờ là đã. Trời ơi bên em đã ngưng không like 3 ngày là anh chị biết rồi đúng không ạ? Là đã xử lý xong đơn hàng của mình hết rồi, đã chụp hình cho mình rồi thì đơn hàng của mình đã đóng gói rồi và bắt đầu đi đơn rồi nha cả nhà. Nên anh chị đợi giùm em. Em xem cái bình hoa nhỏ trên cái đĩa anh. Cái bình hoa nhỏ trên cái đĩa hả? Là ở nào nhờ? Cái bình hoa này đúng không ạ? À. Đây, cái này là một cái chóe nha cả nhà. Chóe ngũ sắc ạ. À. Ai chú cái chóe này lên giùm em mã là 45k đó, mã 45. Vẽ tích cá nó đẹp đúng không ạ? 45k. Rồi con đĩa này ạ. Rồi ai chốt con đĩa này lên giùm em mã là 50x2 luôn ạ. 50x2. Em có một cặp. Bưng cái này ra đây. Về. Rồi xin phép lên cho anh chị đây. Đó một con đĩa đắp nổi hàng Âu đúng không ạ. Ai chốt lên giùm em mã 10k luôn ạ. Mã 10. Rồi ai chốt con mèo này lên giùm em mã mèo 40k luôn ạ. Mèo ngũ sắc nha nha. Nó là dễ thương đúng không ạ. Mã 40. Em chào chị Trịnh Yến ạ. Hello chị. Rồi mấy con đĩa xưa nữa nhà ơi. Mấy con đĩa xưa vẽ tích chú tiểu đúng không ạ. Nhất nhân nhì cảnh tam vật đây. Nhất nhân là có tích người nè cả nhà. Nó đã đứng top 1 trong những cái đồ VIP đồ có giá trị rồi đúng không ạ. Rồi vẽ người nhưng mà nó vẽ vàng. Kutali vẽ vàng luôn ạ. Rất là hay đúng không ạ. Chuyện ký đầy đủ luôn đây.
Ai chốt con đĩa này lên giùm em mã là 15k luôn ạ. Mã 15 cho một con đĩa xưa vẽ tích người. Mã 15. Anh chị khách mới vào xem live nhớ cho em xin vài chấm và vài lượt chia sẻ hội nhóm nha các nhà. Em sẽ có những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh tặng cho mình. Nhiều khi anh chị may mắn thì em bóc đại với sản phẩm mình, chẳng hạn như mấy cái đồ ngũ sắc em cũng tặng được cho mình luôn ạ. Shop em là tặng quà rất là mát tay luôn ạ. Có ấm chuyên màu ghi sáng không em? Màu ghi hả? Màu ghi là màu gì nhờ? Màu như cái màu màu gì? Màu xi măng đúng không nhờ? Cái màu cái kiểu màu xám xám đúng không chị? Xám cho đúng không ạ? Đây. Trời ơi, cái đồ trang trí nha, cái bật đèn được luôn cả nhà ơi. Đây. Một cái quả xôi đúng không ạ? Đây, rất là đẹp luôn, còn nguyên tem. Rồi, ai chốt cái quả này lên giùm em mã là 140k luôn ạ. Mã 140, em có hai quả, anh chị mua về trang trí. Đó, 140 nhân 2. Dạ rồi, để em coi cái màu đó không có chị, em chỉ có 3 tông màu thôi. Đây. Màu đất. Màu đen. Và màu đà đó. Đó, nó chỉ có 3 tông màu như thế này thôi. Đó, nếu mà chị muốn những con ấm trà mà đó, màu như thế này thì em sẽ lên cho mình. Còn cái màu màu ghi á, thì nó không có rồi. Rồi, lên cho chị cái bộ đĩa này đi ạ. Ôi ôi, cái bộ đĩa này vẽ hoa xinh quá cả nhà ơi. Hàng Âu nữa nha, mấy con đĩa này đĩa hàng Âu ạ. Rồi, ai chốt 3 đĩa này lên giùm em mã là 19x3 luôn ạ. Mã 19x3. Nó vừa bán vừa tặng anh chị 3 đĩa hoa hàng Âu luôn. Đó, mấy đĩa hoa chị biết rồi. Một ơ giá đâu ra 19k một đĩa đúng không ạ? Đây đây đây, mấy cái đồ ke đũa, ke muỗng này, đắp nổ hình con cá chép nha cả nhà. Đó, em có 4 cái anh chị nào chốt lên giùm em mã là 25k, 4 cái luôn. Ke đũa, gắt đũa đây, đắp nổ con cá, rất là xinh. À, 5 cái nữa nha, 25k, 5 cái luôn đi. Ai bỏ dấu bên trong cái con nhỏ rồi. Xong buông nguyên một thùng luôn anh. Nó đậm từng món cực rồi. Đây. Đó, lên cho anh chị đây, một con thỏ trang trí đi co đúng không ạ? Anh chị có thể mua về mà đựng gia vị được bên trong đó nha, đựng được 1,5 kg đường luôn ạ. Đây. Ai chốt con thỏ này bấm em mã là 170k luôn ạ, mã 170. Có nhiều anh chị lại thích con thỏ này nhờ. Cái con mèo thì anh chị lại không ghiền mà lại thích con thỏ đây. Đó, 170. Mình chuyển tiền rồi shop nhé. Rồi, kiểm tra chị Nguyễn Hoa đã bắn cọc rồi đó chị ơi. Kiểm tra giùm em. Em ơi, như màu đĩa trước mặt em cũng được. Dạ không rồi, nói chung là chỉ có 3 tông màu kia thôi chị ơi. Có 3 tông màu nên em vừa báo rồi. Rồi, con bình cắm hoa nghệ thuật này đây ạ. Đắp nổi hoa mẫu đơn và hai con bướm đúng không ạ? Ai chốt con bình này lên giùm em mã là 120k đây ạ. Mã 120. Những cái bình đây, hàng Âu rất đẹp đúng không ạ? 120. Ôi, mấy con này đẹp quá nhờ. Mấy con này vậy mà anh chị không chuộng mấy con này. Mấy cái mẫu này nói chung là đây, những cái shop em thấy bán rất là chạy. Bán giá toàn 250 không ơi. Shop em lúc nào cũng bán 199 mà nay là còn bán nhiều à. Gần cuối năm hầu như lấy cái giá 130, 120 rồi không à. Đây, rất là rẻ luôn đây. Xin đúng cái nhà, đắp nổi mà. Những hàng đắp nổi nó đã có giá trị rồi. Ai chốt cái con sư tử này lên giùm em mã là 120k nè, mã 120 x 2 luôn. Đây, anh chị mua về cắm hoa nghệ thuật cũng được đúng không ạ? Hoặc là anh chị mua về đừng làm cái hũ á, đừng bút viết á cả nhà. Đây. 120. Đây em có một cái hộp nhang trầm nha, nhang trầm. Ôi nó còn nguyên tem quá nha ơi, không gỡ được. Ai chốt cái hộp nhâm trầm này lên giùm em mã là 99k luôn ạ. Mã 99x2 đi. Ủa còn đủ không nhờ? À nó còn một quá nha ơi, còn một thôi chứ hết rồi. Hồi bữa anh chị đặt nhiều quá.
99k, rất là thơm quá nha. Trầm hương. Đó, trầm hương 100% từ thiên nhiên đúng không ạ? 99k. Đó, em lên đây em có một cái thố nha, một cái thố củ mài. Đó, ai chốt cái thố củ mài này lên giùm em mã là 25k luôn ạ, mã 25. Rồi đây nữa ạ. Ôi mấy cái đồ decor hàng Âu rồi cả nhà ơi, đẹp không cả nhà. Anh chị có thể câu một cái bóng đèn bên trong đây, khi mà nó anh chị bật đèn đúng không ạ, nó sẽ phản ra cái vách tường của mình, hình những cái hình họ tiết bông hoa cúc đây. Đó, ai chốt cái này lên giùm em mã là 90k luôn ạ, mã 90. Đó, đồ decor hàng Âu nha cả nhà, mã 90. Anh chị đang xem mình cho em xin một chấm đó nha. Cho anh xem lại cái bình tím than trước mặt với bình tím than. Cái bình này đúng không ạ? Đây. Con này gọi là con men chảy Thúy Hồng á anh Nguyễn Chí Kiên ơi. Mấy con men chảy Thúy Hồng này, mấy con này rất là đắt. Cái tỷ lệ mà nó, người ta để người ta nung ra nó rất là khó luôn á cả nhà. Nó không có nhiều đâu ạ. Nó nếu mà anh chị nào cũng rảnh qua shop em cho anh chị xem một trong một cái thùng bình. Cái tông màu như thế này nhưng cũng không có nhiều. Ai chú là giùm em mã 60 nha, mã 60. À, cái bình nào ạ? Hầu tím than hả? Bình tím than là bình nào ta? Cái nào anh ơi? Cái này hả? Em muốn xem cái nào? Thôi, cặp lê đắp nổi đó. Đúng rồi ạ. À, là con này hả? À, con này màu xanh anh ơi. Con này màu xanh ạ. Con này màu tím than. Con này màu xanh coban ạ. Đó, anh chốt con này lên giùm em mã là 60k luôn ạ. Mã 60. Rất là đẹp đúng không ạ? Đây, anh chị mua về cắm hoa nghệ thuật. Hoặc là mình làm bình hút lọc ạ. Hút may mắn tài lộc đến với anh chị ạ. Mã 60. Đây, lên cho anh chị một cặp đây. Hai cái thố đắp nổi hai con hải ly đúng không ạ? Ly gì đây? Hải cẩu này, con hải cẩu nha. Cặp hải cẩu nha, dễ thương quá nha. Đó, ai chốt cặp này lên giùm em mã là 30 x 2 luôn ạ. Em chỉ có một cặp thôi. 30 x 2. 60 cho chị Nguyễn Hoa đầu tiên ạ. 60 là cái bình bình màu xanh đó. Đấy, muốn mình VIP thì có bình VIP phục vụ anh chị liền ạ. Đều quá nha. Ôi mấy con men chảy anh chị xem ạ. Wow, trời biết nó men chảy bên trong cái miệng luôn nè. Mấy con này thì không có nhiều nha cả nhà, không có nhiều đâu ạ. Đó, ai chốt con bình này lên giùm em mã là 65k luôn, mã 65. Chỉ lấy trên là thôi. Cái những con bình này nó sẽ đắt tiền hơn những con mẫu xanh coban. 65. Cho anh Nguyễn Chí Kiên đầu tiên, con men chảy Thúy Hồng. À, con ly này đi, ly thiên mục đây. À, ai chú ly này bấm em mã 10k, mã 10. Vừa bán vừa tặng nha nha. Này là vừa bán vừa tặng thôi chứ anh chị mua ngoài không có cái mã 10, 10 ngày mà được cái ly đẹp như thế này đâu ạ. Đó, mã 10. Để em coi còn cái nào đẹp không lên cho anh chị. Đây, một cặp xanh coban mã 10 cho anh Nguyễn Chí Kiên ạ. Rồi, cặp bình xanh coban đây ạ. Đây. Đó, ai chốt lên giùm em mã là 48 x 2, một cặp nữa nha, một cặp luôn. Đó, mẫu này thì nó bự hơn nha cả nhà, rất là bự ạ. 48 x 2 mã 10 chị Nguyễn Hoa sâu rồi. Có anh chị nào muốn em lên ấm trà thì nói em nữa nha, để em lên cho mình. Đây. 48 x 2 cho anh Nguyễn Chí Kiên. Đây đây cả nhà ơi, có anh chị nào mua cái đồ xông chầm không á nha. Đây. Anh chị mua về để cái nụ chầm trên đây nha cả nhà. Cái lỗ nó đây ạ. Khi chầm nó cháy nó sẽ nhả khói xuống đây đúng không ạ? Cái thác của nó đắp nổi đây. Những cái lá sen rất là hay. Ai chốt lên giùm em mã là 140k đây ạ, mã 140. Những cái tháp xông chầm hàng Âu này chỉ còn có một cái thôi nha cả nhà. Nói trong đợt này anh chị mua nhiều quá nên nó còn số một hai cái gì đó. Ai muốn chốt cái cuối cùng thì mã 140 giùm em. Còn mấy cái hộp chầm thì coi như sạch sẽ rồi, không có để bán hộp chầm.
199 nha. Rồi, ai chốt con bình này lên giùm em mã là 49k luôn ạ, mã 49. Đó, mang chảy nha. Ui, cái con này đẹp nè cả nhà ơi. Đó, chị Tháo à. Nó cũng là cái con này giống như con của anh Nguyễn Chí Kiên có chốt thôi đúng không ta? Nhưng mà con của anh đẹp hơn, con của anh là xanh coban rồi. Con này cái màu kiểu như ánh sờ cừ thôi. Đây, con này ai chốt thì lên giùm em mã là 45k thôi, mã 45. Bình hút lọc nha cả nhà. Ánh sờ cừ 45k. Đó, anh chị muốn thích mẫu nào thì cứ chốt ạ. Nó rất là nhiều mẫu. Mấy con xanh coba này nó không có nhiều nha cả nhà. Xanh coba này hiện tại cũng hết trơn rồi. Đây đây đây, ba mẫu này đẹp nữa rồi. Đây. Đúng rồi, xanh coban. Một cặp luôn. Thêm con mang chảy á. Hình y như cái tổ ong đúng không nha. Rồi, ba con này ai chốt lên giùm em mã là 49 nhân 3 luôn ạ. Coi như là vừa bán vừa tặng nha cả nhà. Chứ nãy chị biết rồi, một con bình này giá nhiều à? 60 rồi. Đây. 49 nhân 3, đó vừa bán vừa tặng cho anh chị luôn. Ba bình hút lọc. Có nhiều khi đi qua Thái Lan anh chị mua một con bình bỏ ra nhiều à? 240 rồi 300 ngàn mua một bình, qua shop em mua một con bên đó bằng 3-4 con bên này đúng không ạ? Rất là rẻ. Mấy anh chị không thấy cái tông màu đất ha nha. Cái tông màu đất này cũng đẹp mà ta. Mấy anh chị mà mạng mộc á, mua về rất là hợp phong thủy luôn. Đây, nó xin phép giới thiệu cho anh chị đây, cái tông màu đây ạ. À. Combo 5 bình luôn nha, 5 bình luôn ạ. Đó, toàn mẫu khác nhau đúng không ạ? Rồi, 5 bình này ai chốt bấm em mã là 210k luôn ạ. Mã 210, 5 bình luôn. Đó, màu đất. Ai anh chị nào hợp mà mạng mọc á, thì mình mua về. Đó, cắm hoa cũng đẹp mà anh chị để làm bình hút lọc. 5 bình gần nhau cũng đẹp nữa ạ. Nhà mình có dao không em? Dạ không ạ. Không có bán dao nha. Chỉ bán gốm thôi ạ. Dao đồ Nhật thì lâu có, nhưng mà mấy cái dao Nhật anh chị biết rồi, chủ yếu là để xài rồi chứ bán buôn gì. Lâu lâu mà nhập về được vài con dao Nhật, ui cái dòng dao Nhật anh chị biết không, nó làm cái chất liệu gì nói chung mà xài tốt lắm cả nhà ơi, xài biết khi nào mới hư. Trừ khi nó gãy rồi thì thôi chứ không xài nữa, chứ mà còn mà nó bị mẻ một tí cũng vẫn để xài cắt rất là tốt luôn ạ. Nó rất là xịn. Rồi bấm này ra gì này. Rồi đây, đó con bình hút lọc bụng tròn ạ. Đó, ai chốt con này lên giùm em mã là 39k luôn ạ, mã 39. Bưng ra ngoài. Có đồ sông trầm không em? Dạ có đây, hồi nãy em vừa lên nó tức thì á. Đây ạ. Đây cái đồ sông trầm thì nó rất là dễ thương, rất là cute luôn ạ. Anh chị mua để cái nụ trầm trên đây đây, hoặc sông tinh dầu cũng được. Đắp nổi đây, một con ong đúng không ạ? Anh chị có thể để một cái gọi gì ta, cái cục nến đó cả nhà. Đó, để vào đây. Ai chốt lên giùm em mã là 120k luôn ạ, mã 120. Đó, ưu tiên cho anh cô Tiêu Hăng ạ. Đó, còn không này đây, em sẽ có cái này. Cái đồ này là đồ sông trầm hàng Âu đắp nổi lá sen nha nhà. Lá sen thì để cái nụ trầm trên đây, nó sẽ nhả khói xuống rất là đẹp đúng không ạ. Ai chốt cái cây sông trầm hàng Âu này bấm em mã là 140k rồi, mã 140. Đó, những cái shop kia người ta bán hầu như là 220 đến 250 nha nha. Nó shop em nói chung cũng rất là gọi là cân nhắc giá trước khi bán rồi. Nó nhiều, cái trong những cái mẫu này nhiều anh chị chốt lắm. Này chỉ còn có một cái nữa nha ơi, chỉ còn một thôi. Cái mẫu màu vàng thì còn khoảng 10 cái. Còn cái mẫu màu đen hình như còn 1 hay 2 cái gì à. Do bữa em cũng có thấy còn sót một cái mà không biết nằm thùng nào. Coi bình rượu nhỏ à. Cái này cứ giống như cái chóe cái nha. Đây. Ngũ sắc nó đẹp đúng không ạ? Ai chốt bấm em mã là 40k luôn ạ. Mã 40. Cho anh Diệp Năng Đức ạ. À. Cái chóe. Nè. Còn có cái à. Cái đó bữa anh chị mua nhiều quá. Anh Diệp Năng Đức khách mới nên số điện thoại giùm em ạ. À. Anh chị khách mới lưu ý giùm em. Mình cố gắng chốt đủ trên 300k để bên em đi đơn. Nói chung mà anh chị ở Sài Gòn á, thì sẽ cố gắng đi đơn sớm nhất có thể.
Còn anh chị ở những cái tỉnh thành xa thì nói chung là bên em hẹn, nói chung là qua dịp Tết khoảng mùng 10 anh chị sẽ nhận hàng nha cả nhà, sẽ đi đơn. Ô anh ơi, hai cái mũ ở đâu rồi? Trường hợp nó không có mũ. Ảo vậy. Hữu gia vị mà không có mũ thì anh chị về múc bằng. Anh chị đợi tí nha, cái mũ nó đang nằm ở thùng nào rồi. Rồi em cảm ơn anh ạ. Có anh chị nào ở Sài Gòn á thì mình muốn đi hàng mình chịu khó mình nè. Đó, mình báo với bên em để bên em biết cái địa chỉ của mình để tranh thủ đi hàng cho mình nha cả nhà. Đây. Ai chốt con cáo mạ vàng này bấm em mã là 30k thôi ạ. Mã 70 đây, 70.000 này bán 30k cho anh chị luôn. Còn cái nào không em hả? Cái mấy cái nhỏ nhỏ nói chung là à anh qua bưng cái thùng bên kia có mấy cái bình rượu xưa á, trong cái hộp màu xanh nhớ không? Thì cái đó gọi là bình rượu chứ sake này không phải đâu. Sake cái bình có mình rót mới gọi là bình sake. Chứ không phải cái nào cũng gọi là bình sake đâu. Đây. Hai cái hũ đựng gia vị hàng Âu đắp nổi hình đây. Một ông chủ tịch đúng không ạ? Và một ông đầu bếp. Kiểu như ông này ông quản lý của ông này ạ. Đó đó hay. Anh chị bỏ tiền ra 70-80 anh chị mua những cái hũ rất là bình thường đúng không ạ? Hũ bằng gốm sứ. Nó thêm vài chục nữa anh chị mua những cái hũ đắp nổi hàng Âu luôn, rất là sang. Đó mua đây, nó tặng thêm hai cái muỗng nha cả nhà. Đó, ai chốt bấm em mã là 125 nhân 2 luôn ạ. 125 nhân 2. Đó tức là 125.000 một ông. Đó hai ông bao nhiêu à? Đó 250. Đó anh chị nào chốt thì cứ lên mã. Những cái này nói chung là nhiều chị rất là chuộng nữa cả nhà. Vì nó xinh đó cả nhà. Đây. Trong lòng mới tin ạ. À. Đựng múc hũ làm đựng gia vị sa tế rồi đó cả nhà. Rồi lên cho chị cái thố Âu này đi ạ. Cái thố Âu đây. Hồi tí này những cái trái nho đúng không ạ? À trái dâu chứ quên. Ai chốt cái thố này lên giùm em mã là 45k luôn ạ, mã 45. Đó, em chỉ còn một thôi nha, chỉ còn một thôi. Anh chị nào muốn chốt thì cứ lên mã. Rồi em có một cái khay ngũ sắc đây ạ, viền sô cô la họ tuyết bên trong vẽ hoa đây. Rất là đẹp đúng không ạ? Đây, ai chốt cái khay này lên giùm em mã là 145k luôn ạ, mã 145. Nói chung mà bữa có 3 cái bán 2 rồi, chỉ còn sót 1, ai muốn chốt thì chốt ạ. Vì bữa em bán 2 cái kia là 199 nhân 2. Hôm nay bán cho anh chị luôn 145k thôi. Ủa đâu? Đâu phải cái này, trong cái hộp xanh mà thôi, lỡ rồi. Rồi em lên cho anh chị một cái bình, đây, bình sake Kutali vẽ vàng. Vẽ thư pháp đó nha, chuyện ký đầy đủ, dòng men rạng luôn, nó là VIP. Nó, những cái dòng Kutali anh chị biết rồi. Nó ra đời vào năm 1864 bên Nhật đúng không ạ? Mấy cái dòng này cho mình rất là xịn nữa nha. Đó, ai chốt cái con Kutali vẽ vàng này lên giùm em mã là 120k, đặt mã 120 thôi. Em có một con cọp ạ, ai chốt con cọp này lên giùm em mã là 100k luôn ạ, mã 100. Một con hổ đây. Em like chắc khoảng đến thùng này em xuống like nữa nha. Anh chị nào muốn lên sản phẩm nào thì nói em. Đây, một cái chén quản ngũ sắc đẹp nhờ. Ai chốt bấm em mã là 20k, mã 20. Ai nhắc hay nhờ. Con bình pháp lam này nè, ai chốt con bình pháp lam đắp nổi này lên giùm em mã là 36 nhân 2 luôn ạ. 36 nhân 2 em có một cặp luôn. Ui cái cặp bình này xinh quá. Ai chốt cặp bình hút lọc này lên giùm em mã là 45 nhân 2 nha, 45 nhân 2. Hình y như cái tổ ong đúng không ạ? Cặp nguyên một cặp anh chị mua về đây, cắm hoa để lên bàn thờ ông địa cũng đẹp, hoặc là để làm bình hút lọc cũng đẹp. 45 nhân 2. Hai cái. Rồi em còn cặp màu đen này cả nhà. Ai chốt cái cặp hình Halloween đúng không ạ? Bật đèn lên rất là đẹp. Ai chốt lên giùm em mã 51 nhân 2 luôn ạ. 51 nhân 2 em có một cặp.
À, có con chim bay ít đấy, anh chị lên mã tặng tặng luôn ạ, mã tặng. Ôi chén đẹp vậy, ở đâu rồi? Ủa rồi. Không biết anh chị còn muốn mua sản phẩm nào đúng không ạ? Nếu không chắc em xin phép xuống like sớm nha cả nhà. 120 trên dịp năng đức ạ. 120 là cái nào nhỏ? Cái này 120 nhờ. À, chốt luôn cho anh dịp năng đức ạ. Trái bí đỏ à? Em vừa đang gọi tính xin phép xuống live sớm. Rồi trái bí đỏ. Nói chung là trái bí này khoảng nhiều à? 220. Hôm nay vừa bán vừa tặng cho chị Nguyễn Thị Ngọc Như khách mới nè. Đó, chị bấm cho mã là 140k luôn ạ. Mã 140 thôi. Nó bớt cho chị 80 cũng được. Đó, chị chốt này nhanh tay. Trái bí này còn có một cặp á. Nếu mà chị muốn mua một cặp bấm em mã là 140k nhân 2 cũng được. 140 cho chị Nguyễn Thị Ngọc Như. Chị Nguyễn Thị Ngọc Như khách mến, số điện thoại giùm em luôn ạ. Anh Diệp Năng Đức là mình vào mình bắn cọc giùm em luôn 300k luôn ạ. Rồi em cảm ơn chị Nguyễn Thị Ngọc Như. Anh chị khách mới là mình vui lòng vào bắn cọc giùm em 300k. Rồi anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì cái lưu ý là mình chủ động nhắn tin cho shop em để bên em tranh thủ đi đơn cho mình để mình nhận trước Tết nha nha. Đó, xem mấy chén úp trên đĩa ha. Rồi đây ạ. Mấy này là mấy cái đĩa ngũ sắc nha cả nhà, vẽ tích là Tùng Trúc Mai ạ, chuyện ký đầy đủ ạ. Anh chị mua về làm những cái chén chấm cũng được, viên sô cô la rất là dày vậy, thấy không ạ? Nói chung là cái bộ này gọi là bộ VIP rồi. Đây. Bộ hàng xịn trong lô hàng tuyển cái đợt anh Dũng này qua bên Thái Lan nhập về đúng không ạ? Rồi, năm cái bát này anh chị nào chốt lên giùm em mã là 150k, 5 cái luôn, mã 150. Xem mấy đây chị Nguyễn Thị Ngọc Như ơi, đây còn trái bí bự hơn á. Đó, bán với chị bao nhiêu à? 199k luôn. 350 nay bán 199 luôn. Đó, anh chị nào chốt thì lẹ tay nha nha. Chất liệu là bằng gốm sứ nha, gốm sứ. Rất là nặng ạ. À. Đây, Halloween đúng không ạ? Đó, anh chị nào chốt thì lên mã giúp em. 199. Đó, trái đó với trái này luôn. 199 nhân 2. Đó, ai chốt thì lẹ tay nha cái nhà. Ưu tiên cho mấy anh mấy chị thích chốt những cái đồ đẹp đây. Rồi đây ạ, à, ai chốt cái này lên giùm em mã là 40 nhân 2 nha. Đó, cặp đèn trang trí hàng Âu đây. Anh chị mua về gắn những cái bóng đèn vô rất là đẹp ạ. À. Chạy cái đèn led bên trong nữa nha. 40 nhân 2. Rồi ai chốt đây? Ủa cái này giống như cho gà ăn nhỉ. Đó anh chị nào chốt lên giùm em mã là 70k nha cả nhà, mã 70 ạ. Em gửi lại cho anh chị xem. Còn lục bình mini thì giả bình lục bình mini chứ không rồi anh ơi, chỉ có những con bình hút lọc size nhỏ nhỏ thôi chứ mấy cái lục bình mini hết rồi. Đây ạ, à, đó anh chị đây. Bỏ đồ ăn bên trong đó nha, đậy lại. Rất là hay. Mã 70. Rồi xin phép lên đũa nhật nha nha, lên lại đũa nhật cho anh chị ạ. À. Đó một hộp gồm mà 5 đôi đúng không ạ? Đũa ra được xử lý chống mối mọt rồi. Đó anh chị nào mua 5 hộp trở lên lấy mình cái giá 55k nhân 5. Đó, anh chị mua lẻ thì 60k một hộp ạ. À. Đó đũa có đũa mèo thằng tài, cô gái ghê xa của Nhật và đũa hoa đào đúng không ạ? À? Hình thì hình nó in vào luôn chứ nó không phải nó dán này, cào không ra đúng không ạ? À? Rất là xịn, anh chị mua về đây sử dụng hoặc là làm quà biếu cũng đây. Rất là hay luôn. Đây, hộp người ta làm rất là kỹ càng nha cả nhà. Đó, anh chị nào muốn mua thì lên mã hút lọc nhỏ hay không ạ? À, chỉ có hút lọc cỡ này thôi nha anh. Những cái size cỡ này thôi, hồi nãy em có lên cho mình rồi đó. Rồi anh chị lên mã mèo đi, tặng luôn cho mình con mèo này luôn ạ, à. Mã mèo. Rồi cho em xin mấy cái đồ chén pháp và đĩa pháp, tô pháp đi em lên đây. Mã mèo cho chị Nguyễn Hoa này, cho mấy cái chén này anh, có cái gì vậy?
Yeah. Rồi đây em có chén pháp nữa nha. Rồi anh chị nào chốt chén pháp thì lên giùm em mã là 50 x 6 hoặc 50 x 10. Chén pháp là hàng xứ xương nha, đất sét dụng với xương bò nên rất là bền. Đó, anh chị thấy cái độ bóng bên trong không ạ? À? Khi anh chị ăn đồ dầu mỡ để qua đêm đó nha, đó mình rửa rất là đơn giản đúng không ạ? Những cái đồ mà bát mộc, đĩa mộc thì nói chung mà rửa là ăn đồ dầu mỡ mà để qua đêm rửa rất là cực. Đó là nỗi khổ chị em nội trợ đây. Những ngày Tết anh chị biết rồi đó, nhiều khi mình bận, mình đi chơi mình đâu có thời gian mà rửa chén bát đâu ạ? Đó nên là mua những cái đồ này về đây, chà rửa rất là đơn giản luôn. Đó, anh chị bán giá bán lẻ là 70-80k một cái. Anh chị mua combo từ 6-10 em lấy mình cái giá là 50k. Đó, anh chị nào muốn mua bao nhiêu cái thì cứ lên mã 50 x 6 hoặc 50 x 10. Do một số anh chị thấy vào những cái shop kia thấy họ mấy shop kia có bán chén pháp không, nhưng mà hầu như rất là hiếm đó nha, không có nhiều rồi. Mẫu chén nhập về nó cũng khó nữa. Cái đợt này bên em nhập về được đây, rất là may mắn luôn nha cả nhà. Đó, ai muốn chốt thì cứ lên mã. Rồi con đĩa xưa này đi ạ. Đây một con đĩa xưa vẽ nổi nha, cộm tay luôn, vẽ vàng. Ai chốt bấm em mã là 15k luôn ạ, mã 15 đĩa xưa. Anh chị lên mã tặng giùm em ạ, mã tặng một con đĩa xưa mình làm này, mã tặng. Rồi mã tặng cho chị Tú Anh Đinh, 40 được không shop hả? Thôi chén pháp mà bán 40 không được đâu chị ơi. Nếu mà bớt cho chị, bớt lấy chị cái giá 48 đi chứ thì được, chứ mà kêu mà 40 thì không được. Vì giá chén pháp nhập về nó cũng cao lắm chị, với lại nó hiếm á. Cái lô hàng này bên em nhập về nếu mà bán hết là sẽ không nhập được đâu. Cái nguồn hiện tại nó hết rồi. Có sao thì nói vậy cho anh mấy chị luôn. Nếu mà chị lấy khoảng từ 20 cái trở lên thì em lấy cho mình cái giá là 45 thì được. Nếu mà 20 cái trở lên. Rồi em xin phép lên cho chị cặp tống này đi ạ. Hai màu như nhà, hai tông màu khác nhau. Thôi chị mua về uống trà, rót trà đây. Đắp nửa hình cái đài sen ở bên dưới đúng không ạ? Rất là đẹp. Ai chốt báo em mã là 25 x 2. Cặp này cặp cuối cùng luôn rồi. Cũng hết luôn rồi. Mấy cái mẫu này cho mà cuối năm không có mẫu nào mà còn nhiều đâu nha ơi. Anh chị chốt nhiều quá. Đây, cái ly mộc ạ, bán cho chị là 10k, mã 10 luôn. Rồi, con đĩa xưa của Nhật này đi ạ. Đây, đắp nổi hoa cả nhà. Hoa này hoa mẫu đơn ạ. Rất là đẹp. Ai chốt con đĩa này lên giùm em mã là 15k luôn, mã 15. Em có một đĩa ạ. Không biết chị Nguyễn Hoa muốn mua bao nhiêu cái chén pháp à. Nếu mà chị lấy số lượng nhiều thì em để mình cái giá rẻ hơn một tí thì được. Mã 15 cho chị Hà Dương nè, đĩa xưa. Mã 15 chị Nguyễn Hoa sâu rồi. Đây tô pháp đó nha, cũng là hàng xứ xương, xếp cùng với xương bò luôn. Nói chung là đồ pháp nó rất là bền nữa nha. Lỡ tay mà anh chị làm rớt á, tỷ lệ mẻ vỡ nó cũng rất là thấp nha cả nhà. Để em đo kích thước cho anh chị ạ. Đường kính là 17.5, cao 5.5. Đó, anh chị nào chốt tô pháp thì em lấy cái giá trên lệch với giá chén có 1.000 thôi. Đó, anh chị nào mua từ 6 đến 10 cái thì bấm cho mã là 51 x 6 hoặc 51 x 10. Còn anh chị mua lẻ thì bên em lấy mình cái giá 100.000 nha, vì tô pháp mà không có giá nào dưới 100 đâu. Đó, nhiều khi sale thì cũng lấy cái giá 90 thôi. Đó, anh chị nào mua combo thì em lấy cái giá tốt cho mình luôn. Vì bên em chủ yếu là phục vụ anh chị, cái lượng khách là lượng khách sỉ nha cả nhà. Nên hầu như ai vào cũng đều lấy cái giá sỉ ra bán cho anh chị hết đúng không ạ? Nên là rất là rẻ. Nếu ai mua số lượng nó 6 cái lên trên mã 51 x 6 hoặc 51 x 10. Anh chị nào mua từ 20 cái trở lên em lấy mình cái giá là 45k luôn. Đó, rất là rẻ cho anh chị. Đó, nhiều anh chị rất là thích nhập những cái mẫu này về bán này. Rất là bền nha, anh chị thấy không? Cái độ này nó bóng loáng như thế này đây. Nhân 6 giùm em nha anh Hà Dương ơi, nhân 6 giúp em. Từ 6 đến 10 cái thì được, chứ không có lấy cái giá 4 cái mà lấy cái giá 51 được đâu ạ. Giờ ai em cũng muốn bán rẻ cho mình nên anh chị cứ yên tâm. Đó, nhiều anh chị ra ngoài mua đi, giá rất là cao đúng không ạ? Hàng xứ xương mà, đất sét trộn với xương bò. Đó, anh chị nghe hai cái cụm từ đó là thôi chứ biết nó cứng tới cái nào, xài biết khi nào hư đúng không ạ? Đây, xài nó cứ mới hoài như vậy, 5-10 năm nó cũng vẫn vậy nha. Đó, anh chị mua về sử dụng
Mục đích anh chị có thể là làm gì à? Làm quà tặng cho đây bạn bè người thân cũng được, rất là ý nghĩa luôn ạ. Đó, nó cứ bóng loáng như thế này nè, thấy không ạ? Nó bóng loáng miết vậy thôi à, nó biết khi nào hư. Nó nhiều khi rớt anh chị thấy không, cái vết chày nó còn không có, nó lấy gì mà nó bể được đây, rất là bền. Đó, anh chị Hà Dương mình muốn lấy 6 cái lên giùm em mã 51 x 6 ạ. Rồi con ly này nè, 51 x 6 cho chị Hà Dương ạ. Chị Hà Dương khách mới mình vào bắn cọc giùm em 300k luôn ạ. Không biết chị Hà Dương mình ở thành phố Hồ Chí Minh hay là mình ở tỉnh khác à. Em ơi, chị nhắn bạn chốt tổng đơn 3 lần rồi mà không chốt để chị chuyển khoản. Ủa, cái đơn của chị My Thanh Nguyễn sao mà thấy chị nhắn tin 3 lần để chốt đơn cho chị mà không ai chốt gì kìa. My Thanh Nguyễn 51 nhân 6 cho chị Vũ Gấm nữa. Nó giá tô nói cho mà anh chị biết không, hồi bữa có khoảng là nếu mình tính ra cái lượng khách sỉ mà mua tô về bán lại rất là nhiều quá nha, cũng khoảng hơn 25 đến 30 anh chị á mua về bán lại, nói chung là cũng nhiều anh chị mua rồi khen sản phẩm ok chất lượng vì giá bán nó quá hợp lý đúng không ạ. Nó tính giá tô có 51k đáng kể gì, nhiều khi anh chị mua ra ngoài 100 cái 100 ngàn một cái rồi. Rồi em cảm ơn anh chị Hà Dương ạ. Rồi ai chốt con ly này lên giùm em mã là 10k, mã 10 ạ. Con ly đây mang tiêu ly mọc và vẽ mang lam cả nhà, đi của Nhật uống trà Nhật này, 10k thôi. Do lâu lâu có vài con ly xưa thế này cũng bán giao lưu cho cả nhà. Đẹp đúng không cả nhà? Cái này nó có bộ giá trị lắm đây. Bên trong nó chén cái lớp men rồi, nó hơi dính bụi một tí. Đây, họ tiết bên trong vẽ luôn rồi cả nhà. Vẽ mang lam. À, chị Vũ Gấm là như là khách cũ nè. Anh chị nào khách mới thì vui lòng vào bắn cọc giùm em 300k nha cả nhà. Đó, để bên em giữ đơn cho mình. Còn những anh chị mà ở xa để em nói lại sơ cho một tí để anh chị hiểu rõ hơn ạ. Chứ mắc trong đây nhiều khi mùng 1 anh chị vô để anh chị đòi hàng nữa. Rồi đây ạ. Những anh chị ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ở bên em còn like thì anh chị cứ vào mua. Đó, bên em sẽ cố gắng đi đơn cho mình trong gọi là nhận trước Tết. Còn những anh chị ở những tỉnh thành xa hơn thì mình sẽ nhận hàng khoảng mùng 10 Tết nha các nhà. Mùng 10 Tết bắt đầu là sẽ xử lý đơn cho mình. Quá trình chốt đơn vẫn được diễn ra. Nào phản hồi lại cho chị và em để chị chuyển khoản đi đơn kịp Tết giùm chị hả? Rồi rồi em báo với các bạn là chị ơi, chị yên tâm ạ. À. Nay là chủ yếu anh chị thấy cái tựa đề em viết rồi đúng không ạ? À? Chủ yếu là xử lý đơn hàng của anh chị nữa đây. Rồi cho em xin đĩa pháp luôn anh ơi, đĩa pháp luôn ạ. À. Đó, nói chung là đồ pháp anh chị cứ lấy lên từ 20 cái trở lên thì em sẽ để cái giá mình mềm hơn nữa nha cả nhà. Rồi đây ạ. Trời ơi đẹp cả nhà. Mấy con đĩa sứ pháp đúng không? Cái độ bóng anh chị xài rất là sang luôn ạ. À. Cái viền của nó đắp nổi nè. Hay không ạ? À? Rất là VIP. Em đo đường kính nha nha. 23 size 23. Đó, ai chốt con đĩa pháp này lên giùm em mã là 30 x 6 hoặc là 30 x 10. Đó, giá bán lẻ, bán sỉ thì lấy mình cái giá nhiêu à? 30k thôi. Anh chị mua lẻ thì giá sẽ là 70-80k một đĩa. Có nhiều anh chị vào hỏi em ơi cái đĩa xem bán nó rẻ hơn cái chén hơn cái tô vậy em. Đó, nên là bên em lúc nào cũng lấy cái giá tốt cho mình. Đó, 30 x 6 hoặc là 30 x 10 nha cả nhà. Đó, chỉ với 30k anh chị đã mua được một con đĩa sứ pháp rồi đúng không ạ? Hàng sứ xương đất sét trộn với xương bò. Nó cũng rất là bền luôn. Nó ai chốt thì cứ lên mã đi ạ. À. Rồi cái bộ đĩa này đi ạ. Đây, bộ đĩa này như trong xích trà ấy nè. Nếu mà nó có đây, nó có mấy cái ly nữa thì giá bán chứ cũng là 120 một set rồi. Những xích trà hoa anh chị biết rồi, làm gì có giá nào dưới 100 ngàn đúng không ạ? À? Ui của dòng Noritake của nhà ở, cái dòng này hay xuất Âu đây. Hàng kia hoa văn nhiều là phải rồi. Nó không có ly nên vừa bán vừa tặng. Nhiều khi mà em tìm được ly, em sẽ đây chủ động nhắn tin cho anh chị nào chốt ngày hôm nay luôn để bán rẻ cái ly cho mình, đúng không ạ? À? Đó, ai chốt lên giùm em mã là 20 nhân 6 cả nhà, mã 20 nhân 6 giúp em. 56 cái ạ, 6 cái đĩa. Dòng Noritake cả nhà, 20 nhân 6. 25k lấy 10 chiếc sứ không? Dạ không ạ, không được ạ. Vì những cái đồ này nói chung là kiểu như là không có thể nào mà tự phá giá được cả nhà ơi. Vì giá bán đã sale rẻ cho anh chị rồi, anh chị cứ yên tâm. Mình chốt hàng xong chuyển khoản hết luôn, ra Tết đi đơn nhé. À, anh chị Hà Dương hay rồi em cảm ơn mình rất là nhiều. Mình gửi cái địa chỉ vô bên giùm em nha chị Hà Dương. Vì do một số anh chị khách mới kiểu như là mua hàng mình cũng sợ là những cái shop người ta bán hàng mà người ta lừa đảo luôn nha.
Đó, nhưng mà sếp em anh chị cứ yên tâm. Đó, anh chị cứ vào cái trang bay của bên em, anh chị xem cái lượt. Đó, anh chị theo dõi, anh chị mua hàng nó rất là đông. Những cái buổi live chị thấy rồi, lúc nào cũng trên 1.000 comment đúng không ạ? Thì làm gì có chuyện rảnh đi lừa đảo vài trăm ngàn để mà mang tiếng đúng không nha. Đó, anh chị cứ nhìn vào đây cái lượng mà ngày bên em cứ like là cứ lúc nào cũng phải từ 500 đến 1.000 comment trở lên. Toàn là những cái comment thiệt, anh chị chốt hàng thôi. Nó hàng hóa là đi đơn hàng ngày cũng có chụp hình đăng lên trên bay đúng không nha. Đó, anh chị cứ yên tâm chốt ạ. Những anh chị nào mà không nôn, gọi là không nôn nóng những cái đơn hàng của mình thì cứ để qua Tết bên em giao cho mình. Đó, chỉ cái việc là chuyển khoản thôi. Bên em sẽ giữ đơn và qua Tết sẽ đi đơn. Còn những anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh thì bên em sẽ tạo điều kiện là gọi là sẽ đi đơn cho mình nó nhanh nhất có thể để mình nhận trước Tết nha cả nhà. Thôi con chó này nè, ai chốt con chó này thì bấm cho em mã là 40k nè, mã 40. Ôi nó bị lỗi đó cả nhà ơi, bị lỗi là uổng quá. Thôi chị lên giùm em mã tặng đi, mã tặng cũng được. Nó tặng về cắm hoa, trồng cây cũng được cả nhà. Mã tặng. Xin lỗi là không có bán nha nhà. Mã tặng cho chị Nhóc Lia, em chào chị ạ. Ở nay chị Nhóc Lia cứ mua hàng thì chắc chị Nhóc Lia ở xa rồi. Đó, nhiều khi mua hàng cứ để qua Tết bên em giao nha cả nhà, chứ đừng có buồn một. Bên em vẫn like bình thường nhưng mà anh chị đừng vô đòi hàng là được. Rồi đây ạ. À. Đó, ai thích cái ly này thì bấm cho em mã là mã gấu tặng luôn, mã gấu tặng luôn đúng không ạ? Giờ nó có viết cái lỗi nhẹ nha nha, nó có một cái lỗi nhẹ. Đó, nên là vẫn tặng mã gấu nha nha. Anh chị ở xa thì lưu ý giùm em ạ. À. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì cứ nhắn cho mấy bạn để mấy bạn tranh thủ đi đơn cho mình. Các bạn sắp xếp. Đây cái đầu mã tặng cho chị Vũ Gấm nè. Rồi đây ạ. À, cái đầu của con lăng nó còn cái lớp siêu nữa nha. Cái lớp siêu này chị cứ về lột ra, nó rất là mới á. Ai chốt cái đầu con lăng này lên giùm em mã là 120 ạ. Chị kế bên em á. Ai chị thì ở gần rồi. Nói chị muốn chốt thì cái chốt này khoảng được 300k bên em đi đơn cho mình luôn cũng được. Đây. Ai chốt 120 nữa nha. Nó bán 140 này, bán 120 bớt thêm 20 ngàn cho anh chị luôn ạ. Coi như là sát cái giá nhập luôn nha cả nhà. Rồi đây nha cả nhà. Đó, đây còn cặp đây. Nó mua về anh chị bật đèn lên ạ. À. Đây cái bình này rút ra này. Đó. Đó, mua về bật nhạc lên đẹp lắm cả nhà ơi. Mấy đồ decor hàng Âu thì lúc nào nó cũng xinh. Nó làm rất là bắt mắt. Rồi ai chốt cặp này lên thì em mã là 50x2 ạ. À. 50x2. Anh chị nào muốn lấy từ 6 cái trở lên thì bấm cho em mã là 45x6 hoặc là 45x10 cũng được. Đó, những cái đồ mà bán số lượng cho anh chị nhập về bán lại em đều lấy cái giá tốt hết đúng không cả nhà. Đó, đâu có ai mà kêu shop em bán mắc đâu. Toàn là lúc nào cũng vô khen shop em bán rẻ không này. Đó, anh chị nào lấy 10 cái trở lên đây, từ 6 đến 10 cái lấy bấm cho mã 45x6, 45x10. Đó, còn mình mua một cặp rồi mình về mình chơi thử thì cứ bấm cho mã là 50x2. Rồi em xin phép lên cho anh chị một con ấm trà tử sa đắp nổi một con rồng đang bay đúng không ạ? Phía trên nắp có đắp nổi một con nghe ạ. Đây, nút ngắt nước đây. Lọc thì lọc tổ ong nữa nha. Lọc tổ ong mà, cái nhà thấy rõ mà. Đây, chuyện ký này thì theo à. Chuyện nên nét như thế này đi. Bên shop quận nhất phá sản người ta bán bộ này là 688k 700 ngàn vậy đó. Nói chung là cỡ giá đó. Do bữa cái đợt đó qua, anh Dũng đi qua thanh lý á. Thì cũng có chụp hình về thì em cũng thấy là do em với anh Dũng là hay la like bán hàng đúng không ạ? Phải nắm những cái giá bên đó, người ta để giá cao thì bên em lấy cái giá là 1/5, 1/6 thôi. Đó, nên là anh chị nào chốt cái mẫu này thì bấm trên mã là 179k. Đó, người ta thì tặng nhiều à, tặng 3 ly nhưng mà bên em là tặng 6 ly cho mình luôn. Đó, ly bán lẻ thì 60k một ly. Đó, 6 ly thì bao nhiêu à? 6636 360k mất tiêu rồi. Bởi sao cái giá bên đó người ta bán gần 700 ngàn một bộ là đều có lý do đúng không cả nhà. Đó. Ai anh chị nào muốn chốt thì cứ lên mã 170 cho chị cũng được luôn, không cần 79 cũng được. Nói chung này đều là bán vừa tặng hết nha nhà, anh chị cứ yên tâm. Nó ghi tặng dùm 6 ly giúp em. Mình mua nhiều hàng này của nhiều shop lắm rồi nên bạn yên tâm nhé, cứ cho mình chuyển khoản một lần hết luôn. Bạn yên tâm, mình là giáo viên nên luôn giữ chữ tín hả. À, rồi. Có gì lát nữa mấy bác sẽ phân hàng ra luôn nha anh chị Hà Dương ơi. Sẽ phân hàng ra luôn rồi xong chụp hình cho mình cứ chuyển khoản đủ giùm em. Đó là muốn giữ đơn hay gì đó thì cứ để đó. Còn anh mà ở Sài Gòn thì đi đơn liền cho anh luôn, xuống đóng gói đẹp đẹp. Do hôm nay những cái đơn hàng của anh chị đi cũng nhiều. Đã chia sẻ cho anh Quân Nguyễn này, tặng cho anh Quân Nguyễn một món quà đúng không ạ?
Đây, có con ly này đẹp anh Quân Nguyễn ơi, viền vẽ vàng luôn ạ. Đó, tặng cho anh. Đó, anh chị thấy mà, cứ vào chia sẻ là có quà. Ờ, đơn hàng của anh Quân Nguyễn, khi nào anh Quân Nguyễn qua lấy hàng hả? Trời ơi, cái thùng hàng của anh chắc cũng một thùng, hai thùng gì rồi. Nhiều lắm rồi. Hai em xin phép lên cho anh chị một cái ấm trà tử sa, vẽ tích hai người đang, đó anh chị nghe mà, nhất nhân nhì cảnh tam vật đúng không ạ? Đây, có tích người rồi nè cả nhà. Nó đứng đầu trong cái tích rồi đúng không ạ? Tuần này á anh, dạ rồi. Đây, rất đẹp đúng không ạ? Anh chị nào chốt con ấm này, bấm cho em mã là 160. Đó, mẫu này như em có hai mẫu ạ. Đó, 160k thôi. Cái mẫu này như shop bên đó nó bán khoảng, em nhớ không lầm, như cái mẫu này mẫu mới thì nó bán được 750 hay sao á. Cỡ 750, 700 đến 750 cả nhà, cỡ đó. Đây, chuyện thì nó đóng trên đây cả nhà. Chuyện thì nó đóng trên đây, chứ nó không có đóng ở dưới. Nó chỉ đóng trên đây thôi, hai bên đều có hai chuyện cả nhà. Thấy không ạ? Đó, anh chị nào chốt thì cứ lên mã, mẫu này cũng đẹp. Nó có tích người cả nhà, là được, hãy có giá trị rồi đúng không ạ? Đây em xin phép lên cho chị một con ấm trà đắp nổi con thiền thừ ạ. Con cóc ba chân. Nó trên nắp cũng đắp nổi một con đúng không ạ? Đây nó hay đi với đây, ba đồng xu đúng không ạ? Chuyện ký đầy đủ cả nhà, chuyện rất là nét. Bộ này cũng đi kèm với 6 ly cho anh chị luôn. Ở nay là vừa bán vừa tặng ly hết nha cả nhà, anh chị yên tâm. Rồi 160 cái ấm cho chị Nguyễn Thị Thu Thảo ạ. Rồi ai chốt con ấm này bấm em mã là 179k đi ạ. Mã 179. Đó anh chị thấy không, những cái con ấm trà tử sa đều là dung tích 300-350ml, em đều lấy cái giá trên lệch 1-2 ngàn. Nhiều ấm này em có giảm cho anh chị thêm nữa đúng không ạ? Không phải bây giờ em nên lấy cái giá bao nhiêu là 500 ngàn, thì nên biết là qua thanh lý về nó là 750-800 ngàn, bán cái giá 500 thì nó cũng cao quá, tội nghiệp anh chị. Nhiều khi tạo điều kiện cho anh chị có những con ấm sang xịn về mình chơi ngày Tết đúng không ạ? Nó đầu năm đem những con ấm này ra đẩy khách nó cũng VIP nha cả nhà, hoặc là mình làm quà tặng cho bạn bè đồng nghiệp nó cũng hay nữa. 179k ấm đắp nổi cốc ba chân con thiền thừ ạ. Rất là may mắn luôn. Ủa anh, chị nhóc Lia ơi, chị nhóc Lia, em có cái cặp tống nè, hồi bữa hôm thấy chị có chốt mà chốt không được đúng không nhỉ? 160 cho anh Nguyễn Dũng một ấm nè. Đây cái cặp tống này chị ơi, đó bữa nhiều anh chị do bữa thầy Thích Nguyên Tâm ở nhà qua shop em hỏi hoài cái tống rót trà, do anh chị biết rồi, mấy sư thầy thì hay uống trà là rất là thích những cái con tống như thế này. Nó ấm trà thầy đã mua cũng 5-6 bộ nha. Đó, tuy là thầy không phải là thầy mua một bộ đâu, thầy mua 5-6 bộ lận. Đó là kiếm những cái tống ở nhà, nó pha trà rất là tống, mà từ tống mới là đổ ra ly. Đó, ai chốt cặp này bấm em mã là 25x2 luôn ạ. Em có một cặp thôi. Đó, anh chị nào muốn chốt thì cứ lên mã giùm em. Tôi xin phép để đây nha, xin phép để đây. Qua bên kia có cái thùng mà những ấm trà đắp nổi hoa hoa đào hoa mai rồi đó. Đó, mấy cái ấm đó đem qua anh chị rất là thích luôn. Em để cái thùng bên đó. 25x2 cho anh chị vũ gấm đầu tiên. Đấy. Cảm ơn, rồi qua kia lấy mấy gấm bự gì mà. Không có nắp à. Rồi xin phép lên cho anh chị một con ấm trà tử sa nha. Con này thì đắp nổi hoa mẫu đơn à, đắp nổi hai bên. Cái nút ngắt nước nó nằm bên trên nha. Đây, lọc tổ ong. Nó là xịn đúng không ạ? Rồi, xem chén trắng bạn. Rồi, đợi em một tí à. Anh Nguyễn Dũng mình lên số điện thoại giúp em luôn đi ạ. Rồi đây, ai chốt con ấm này bấm em mã là 170k nha cả nhà. Mã 170. Đó, ấm trà tử sa màu đen, đắp nổi hoa mẫu đơn. Đẹp không cả nhà, hai bên luôn à, đắp nổi hoa, nút các nước nằm bên trên. Đó, chuyện ký đầy đủ cùng chuyện với ly. Em cũng tặng cho mình 6 ly luôn ạ. 6 ly cả nhà. 170k. Trên lệch 1-2 ngàn cho khỏi trùng mã thôi. Để lát nữa anh ở đang qua lấy mấy cái bộ đang qua lấy mấy cái bộ bình bự hơn đó cả nhà. Mấy con đó thì khoảng là 600ml, 550 đến 600ml nước. Đây anh Nguyễn Dũng ơi. Chén Pháp nha, made in fancy ạ. Hàng xứ xương đất sét chuộng với xương mò, để em lau sạch cho em xem cái độ bóng của cái thằng của em đi đâu nữa rồi ta. Đây, lau tay luôn. Đó, giá bán lẻ là 70-80k một cái nha anh.
70.000 đến 80.000 một bát. Anh chị nào mua sỉ từ 6 đến 10 cái trở lên em sẽ lấy mình cái giá là 50k. Đó, anh chị nào mua 6 thì bấm trên mã 50 nhân 6 hoặc là 50 nhân 10. Còn anh chị mua lẻ thì em cũng lấy cái giá min cho mình thôi, lấy cái giá thấp nhất đúng không ạ? Lấy cái giá 70k. Còn anh chị nào mua ở ngoài thì người ta hầu như chắc em nghĩ người ta lấy 80 đến 90. Đó, tùy shop đúng không ạ? 170 cái bộ, 170 cho chị Nguyễn Hoa, ghi giùm em là tặng cho chị 6 ly giùm em luôn. Đó, không bơm một thùng luôn anh lấy từng bộ hả? Nó có một thùng mà, trong bơm một thùng qua cho em. Ủa em lấy một thùng nó cũng hoa nhiều mà nha. Đây, anh Nguyễn Dũng có chốt thì cứ bấm mã giúp em ạ. Nói chung là tô chén đĩa để em lên từng cái đó nha. Đó, chén thì 50 x 6 và 50 x 10. Hàng xứ xương đất sét trộn với xương bò nên rất là bền nữa nha. Đỡ tay mà làm rớt hết thì lệ bể vỡ nó cũng rất là thấp. Nên là nhiều anh chị qua shop em mua là rất là thích nè cả nhà. Đó, hàng xứ xương mà. Nghe cái câu đất sét mà còn trộn với xương bò nó nghe nó mệt mệt rồi đúng không ạ? Nó bền lắm đó nhà ơi. Đỡ tay làm rớt cũng không khó bể lắm. Cho em xin mấy con đĩa Pháp với đĩa Pháp với tô Pháp luôn ạ. Rồi đây ạ. Rồi đây ạ, đĩa Pháp nữa nha. Đó, đĩa Pháp đường kính bao nhiêu ạ? Đường kính là 23 luôn ạ, đường kính là 23. Đó, anh chị nào mua thì bấm trên mã là 30 x 6 hoặc là 30 x 10. Nó giá bán lẻ của con đĩa là khoảng là dao động từ 70 cũng tới 80, nói chung là cỡ đó thôi. Đó, anh chị nào muốn chốt thì cứ lên mã 30 x 6, 30 x 10. Anh chị nào mua từ 20 cái trở lên. Đó, em lấy cái giá mình nhiêu ạ? 27k nha nha. Giá 27 thôi, chứ cái này mà bớt nữa là không có. Vì những cái lượng này nói chung là khi mà nhập về khó lắm cái nhà ơi, không có nhiều đâu. Đây em xin phép lên là tô. Khổ quá à. Đây đường kính bao nhiêu à? 17.5. Cao 5.5 cái nhà, cao 5.5. Đó, tô Pháp lấy mình giá nhiêu à? 51 x 6 và 51 x 10. Anh chị mua bao nhiêu à? Mình mua lẻ thì người ta bán tới 100k là. Nó giá bán chén với tô em chỉ trên lệch 1.000 cho anh chị thôi, để anh chị dễ chốt đúng không ạ? Nó rất là rẻ luôn, anh chị nào muốn chốt thì cứ lên mã à. Em xin phép để đây luôn đi. Rồi em xin phép lên mấy con ấm trà cái nha, đây. Đó, đều nha, đắp nổi hoa đào. Cái này hoa mai, hoa đào nha. Hoa mai. Cái này hoa mai nha. Nó tặng cho mình một cái lọc lưới bằng inox bên trong. Nó inox mạ chrome. Khi anh chị pha trà mà để từ ngày này sang tháng nọ đúng không ạ? Nó sẽ không bị rỉ sắt. Mà anh chị vệ sinh cái lòng ấm nó cũng rất là dễ dàng đúng không ạ? Nó ấm này thì bên shop phá sản người ta bán tới 1.400.000 lần đó nha. Đây, con này bự hơn những con vừa rồi. Nó shop em thì bán bao nhiêu ạ? 380k. Cái mẫu nào đẹp cũng là bao nhiêu ạ? 380, 381 hết. Trên lệch 1-2 ngàn để khỏi trùng mã thôi. Đó, ai chốt mẫu này bấm em mã 380 tặng cho mình thêm 6 ly nữa ạ. Đó, 6 ly bao nhiêu ạ? 360 rồi. Đó, nhiều khi bán con ấm này nhiêu ạ? Có 10.000 20 à. Quá rẻ luôn đây. Đó, ai muốn chốt thì cứ lên mã. Con nào nó cũng có chuyện hết nha nha. Chuyện ký đầy đủ ạ. Nó đắp nổi bên trên nó nắp một cái gốc cây luôn đúng không ạ? 380. Ui con này vip thế nha. Chị nhóc Lia ơi, bộ này đẹp nè chị nhóc Lia ơi. Còn cái con này trên thì còn có 1-2 con à. Do bữa chị Hà Lê, không biết bữa like chị nhóc Lia có gặp mặt chị Hà Lê bao giờ chứ nhờ. Cái chị Hà Lê mà chị hay chúc ấm á, chúc nhiều lắm. Đây ạ à. Con này được cái đắp nổi đây. Hoa đào đẹp. Màu nó cũng rất là vip luôn ạ à. Chuyện nó nét như thế này đây. Đó, mẫu này thì bán nhiêu à? Anh chị nào chốt lên giùm em mã là 381k luôn. Bữa giờ 4 bộ rồi em à hả? Đây mấy bộ này chị chốt được chưa? Do nhiều chị lại thích mấy cái bộ mẫu này. Mấy anh thì thích là rồng phượng, chứ mấy chị thì lại thích hoa. Nó khổ vậy đó nha. Mấy chị cứ kêu em ơi lên mẫu hoa đi. Cái mẫu nào có hoa thì cứ lên cho mấy chị đi. Còn mấy anh thì cứ ơi rồng phượng thì cứ lên đi em. Đó kiểu vậy ạ. À. Đó đây là đây, đây là đây. Nó vừa lên từng mẫu cho anh chị ngắm ạ. Đây, đắp nổi hoa hai bên nữa nha. Mẫu này thì rất là chạy. Ai chốt lên giùm em mã 381k. Rồi đã chia sẻ cho chị nhóc Ly A nè. Đó tặng cho chị một món quà đúng không ạ? Này có món quà nào đẹp không nhờ? Đây.
Cũng tặng cho chị cái ly đắp nổi con gấu luôn. Đó, tặng luôn. Tặng quà, phải tặng quà VIP đúng không ạ? Cuối năm rồi mà. Shop đổi bộ, đổi hộ ấm 380 hộ mình. Là sao ta? À, mình bỏ cái bộ nhỏ ra hả? Mình đổi cái bộ nhỏ ra hả chị Nguyễn Hoa ơi? Mình lấy qua cái bộ 380 hay sao ạ? Đúng sở thích này hả? À, chị, nãy chị chốt cái nào? Chị Nguyễn Hoa ơi, mình chốt cái nào ạ? Đấy là mình bỏ cái mẫu nhỏ ra, mình lấy cái bộ lớn hay sao ạ? Mình lấy cái mã 380 hay sao? Cho nãy chị à, chị Nguyễn Hoa là chốt cái bộ là 170 nè. Đó, bây giờ bỏ bộ này ra, mình lấy cái mẫu là 380 đúng không ạ? Mình lấy qua cái mã là 380 đúng không ạ? Đúng không ạ? Nếu đúng mình lên dùm em mã ok rồi. Để em biết đường em chốt cho mình. Là đổi cái màu đen lấy cái 380 đúng không ạ? Phải hai cái em vừa đưa lên không ạ? Rồi cái tù và đấy nha, nó bán cái gì bao nhiêu? 15k luôn, đắp nổi hai con rồng hai bên. Mã 15, rồi đúng rồi. Bỏ này ra lấy cái mã 380 đi chị. Rồi bỏ cái bia này ra giùm em. Gỡ cái bia ra. Mã 15 cho anh chị Vũ Gấm đầu tiên nè. Mã 15 nè. Đây có con ấm trà này VIP cả nhà ơi. Con này bên shop phá sản người ta bán con này gần 2 triệu lận. Anh chị thấy giống như cái gì ạ? À? Giống như cái lưới mà người ta đang tay, nghệ nhân đang tay thủ công đúng không nha? Đây, con này rất là VIP luôn. Đây, lọc tổ ong đúng không ạ? Đây, nút cắt nướng là bên chăm, bên trên đúng không ạ? Chuyện ký đầy đủ. Mã 15 anh Nguyễn Dũng sâu rồi. Rồi, ai chốt con này bấm em mã là 390k luôn ạ. Mã 390. Đó, một ấm tặng kèm cho mình 6 ly nữa nha. Tặng 6 ly luôn ạ. 390. Mẫu này hình như còn có 2 bộ cuối cùng thôi. Hết rồi. Mẫu này bán chạy lắm cả nhà. 390. Ai lấy luôn 2 bộ lên mã 390 nhân 2 giúp em luôn. Trời ơi cái con này đẹp nha. Đây cái này mà chị Nguyễn Hoa thấy chứ chị Nguyễn Hoa lại muốn đổi nó này. Toàn con nào cũng đẹp đúng không ạ? Con này tích của nó là cây tùng bên trên này, hoa mai bên dưới ạ. Rồi. À tùng. À, tùng trúc mai, đúng rồi, cây tùng đây đúng không ạ, cây trúc đây, cây mai đây, đó, ba tích luôn ạ. Rồi, ai chốt con ấm này bấm cho em mã là 381k luôn ạ, mã 381 cả nha, lọc tổ ong luôn. Đó, mẫu nó đều có một cái vẻ đẹp riêng đúng không ạ, 381. Có con này em chưa lên không nhỉ, đây, con này nó cũng đẹp nhỉ. Đây cái nhà ơi. Đó. Đắp nổi hoa rất là đẹp. Ai chốt con này lên trên mã là 382, tặng cho mình 6 ly. Nói chung là mẫu nào cũng đi kèm 6 ly cả nhà. Nó giá bán là 1 triệu tư đến 1 triệu rưỡi một bộ. Về shop em qua thanh lý về là bán rẻ hết cho anh chị đây. Vừa bán vừa tặng. Đó, anh chị muốn chốt cái nào thì chốt. Rồi lên cho anh chị con ly đắp nổi hàng Âu đi cả nhà. Ai chốt cái ly này lên giùm em mã là 80k vì nó có vài cái vết rạn rồi. Giá là 150 nha cả nhà. Nay vừa bán vừa tặng luôn, mã 80. Rồi ai nhắc rồi. Rồi em có miếng lót ly bằng mica giả gỗ, chị lên mã lót ly em tặng luôn ạ, mã lót ly. Rồi con đĩa mọc sâu lòng ạ, ai chốt cho giùm em mã là 10k, mã 10. Đĩa mọc nữa nha, đĩa mọc sâu lòng luôn. Lót ly cho chị Nguyễn Hoa đầu tiên ạ. Chị Trần Bích sâu rồi. Chị Tú Anh Đinh cũng sâu luôn ạ. Ui, tấm này còn hả? Ui, cái tấm đẹp quá nha. Đây, cái tấm đắp nổi hoa mẫu đơn cả nhà ơi. Cái tấm xưa đây, biết không ạ? Đây, ai chốt cái tấm này lên giùm em mã là 50k luôn ạ. Tấm này chỉ còn một thôi cả nhà ơi, còn một chứ anh chị nào xả ra đây. Bữa bán 80k đây. Ai chốt là bấm em mã 50. À,
Ta xin phép lên anh chị một cặp ly ạ. Một cặp ly đắp nổi hoa cả nhà. Đắp nổi hoa, đắp nổi bướm luôn ạ. Đó, ai chốt cặp ly này lên giùm em mã 50x2 ạ. 50x2. Mấy cái ly anh chị biết rồi, những cái ly không người ta bán con 45-50 đúng không ạ? Ly này ly đắp nổi hoa văn này, có bướm nữa cả nhà. 50x2. Mấy mẫu này mấy chị hay mua về bán lại hoặc là mua về đây cắm hoa mà xinh. Rồi, hai cái hũ đắp nổi đấy cả nhà. Ai chốt cặp hũ đắp nổi này lên giùm em mã là 35x2 luôn ạ. 35x2. Có bộ ấm chén không xốp. Nãy giờ em vừa lên mấy bộ đó anh Phạm Văn Hạnh ơi. Anh muốn lên mấy bộ ấm chén này em lên lại. Anh ơi, cho em xin lại mấy bộ ấm chén em lên lại cho anh chị ạ. 35x2 cho chị nhấp ly A. Cặp này. Còn này lên nữa. Bưng cái thùng nó vô lên giùm em cái thùng này luôn nè. Cái thùng này nè. Rồi, anh chị lên giùm em mã tặng nè. Đây, tặng mỗi anh chị mỗi người món quà đó mà. Đi pha lê, chỉ xưa. Tặng luôn, đồ xưa cứ tặng ạ. Ba anh chị nhanh tay nhất. Năm anh chị luôn đi, sáu anh chị luôn, mỗi người mỗi món ạ. Ai may mắn thì bóc trúng món nào tặng món đó ạ. Rồi, mã tặng cho chị Tú Anh Đinh một món này, chị Nhóc Ly A một món này, chị Nguyễn Hoa một món này. Nó còn anh chị nào đúng không? Tặng luôn, đồ mọc xưa. Nó tiếp tục tặng nha. Rồi, tặng cái chắn nè. Đó anh chị cứ bấm mã này, cứ bấm mã này làm bé nó tự dán à. Đây, tặng luôn. Tặng cái nhà đĩa mộc, chén chấm, tặng hết. Anh chị nào cứ nhanh tay bấm mã là có quà tặng. Rồi, chén giả bán cho chị nhiêu? 25k. Chén giả luôn, hàng Nhật nha nhà. Mã 25. Cho em xin bộ ấm trà luôn. Bao nhiêu? 35x2 là cái này. Còn mấy cái này mã tặng này. Tặng 3 anh chị đúng không? 3 cái đồ đẹp. Anh Nguyễn Dũng tặng cho anh cái đĩa không? Đĩa xưa. Đĩa mộc đi. Đĩa mộc. Hả? Anh mới bấm à. Nó đĩa trắng cho anh Phạm Văn Hạnh nè, chị Phạm Văn Hạnh nè. Tặng cho chị hai cái luôn. Chị Phạm Văn Hạnh mà khách mới tặng cho chị ba cái luôn. Đĩa trắng bên trái bán thế nào về shop à? Rồi đợi một tí nha. Cứ bình tĩnh á, món nào cũng vừa bán vừa tặng hết, đây là tặng luôn. Rồi, cặp ly đi ạ. Rồi, cặp ly đắp nổi con người tiếc cả nhà. Đó bán cho chị 30x4 luôn ạ. 30x4. Nó tặng cho chị Trần Trang hai cái chén chấm luôn. Đó, hai chén chấm tặng cho chị luôn. Đó, anh chị nào muốn chốt cái nào cứ bấm mã này là vừa bán vừa tặng hết đó nha. Nó đẹp quá nha, những cái đồ đang đắp đổi hàng Âu chị biết rồi. Giá thị trường như là 80-100 ngàn một cái đúng không ạ? Đó, nhiều khi mình mua hàng mình những cái shop mà decor hàng Âu người ta không có trả giá được đâu ạ. Giá cao lắm. Hôm nay bán cho chị như 40x2 luôn, hai cái ly đắp đổi hai ông già Noel này. 40x2. Đó, hai con này con hải cẩu đúng không ạ? Đó, 35x2 hai con. 40x2 cho anh Hiếu lo Tết nè. Hai ông già Noel. Hai cái luôn, tặng cho chị hai cái luôn. 35x2 cho anh Hiếu lo Tết luôn. Còn cái này anh Hiếu lo Tết không chốt luôn anh. 30x4 luôn ạ. 30x4 luôn, nó vừa bán vừa tặng luôn. Cái nào mà có nhiều cứ bấm, anh chị cứ bấm mã, em vừa bán vừa tặng hết cho anh chị hôm nay ạ. À, coi như là cuối năm rồi mà, cũng có quà cho mọi anh chị, mỗi người mỗi món quà đúng không ạ? Ồ, cái ly nó xinh cả nhà ơi, đâu ra, có một cái à. Đây, để coi được mấy cái, bán hết.
Mấy ly này anh chị muốn ngoài giá nó cao á, nên khi bên em nhập về mà có nhiều thì bên em cũng vừa bán vừa tặng. Mấy con nhỏ nhỏ này có vài cái vết lưỡi lòi nhẹ nha cả nhà, nên em lấy cái giá tốt cho mình luôn cũng được, không có cao quá đâu. Đến gì nè. Rồi đây, nó bán đồng giá luôn đi. Bao nhiêu à? 30 nhân 6 luôn đi. 30 nhân 6 nha. Nó lấy anh giá 30 hết luôn đi, vì nó có một hai cái bị lỗi nhẹ thôi. Đây, hai cái này bị lỗi nè. Còn mấy cái kia thì không lỗi. Anh có chốt bấm em mã 30 nhân 6 ưu tiên cho anh luôn. 30 nhân 6 cho anh Hiếu lo Tết nè, chị nhóc Lia sâu rồi. Đó, này nào cũng lấy giá 30 hết nha. Đó, anh chị mua đi bán lại anh chị đó biết rồi, giá nắm rồi đúng không ạ? À? Coi còn không. Ông già Noel. Ông già Noel thì không có lấy cái giá 30 được, anh chị thông cảm giúp em ạ. À. Anh chị thấy không, vì cái ly nó cũng đã bự hơn rồi đúng không ạ? Mà nó đắp nổi nét hơn. Đó, hồi nãy bán cho anh Hiếu Lotus 40 x 2 bây giờ em bán rẻ luôn cả nhà. Đó, nếu mà được thì anh em ưu tiên anh Hiếu Lotus với chị nhắc Lia mỗi người nhiêu ạ? À? Nó lấy tiền cái mã bao nhiêu à? 37 x 3 đi, bớt thêm 3.000 trên một cái này. Đó, cái này là vừa bán vừa bớt nha cả nhà, đó cũng thông báo luôn cho anh chị vui ạ. 37 x 3. 30 x 4 cho anh Nguyễn Dũng, dự phòng cho anh Nguyễn Dũng giùm em cái mã 30 x 4 luôn đi. Ủa, còn cái này nữa hả? Ủa, cái này em bán rồi mà ta. Xem năm đấy. À dán rồi hả? Đây, 3. À, bán lẻ mình lấy 32 chiếc à? Ồ, không ạ. À. Không có bán gì được cả nhà. Em bán số lượng thì em lấy cái giá rẻ sát giá cho anh chị luôn. Vừa bán vừa tặng luôn, chứ mà bán hai cái em bán không được đâu nha nhà ơi. Bán cái này mà kêu bán cho anh chị hai cái hay bao nhiêu à? 30, 35 là không bán nha nha. Nếu mà ai chốt hai cái lên thì em mã 40 x 2 ạ. À. Còn anh chị mua ba cái lấy cho anh chị bao nhiêu? 37 x 3. Đó, này là vừa bán vừa tặng. Rồi, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 6 cái đúng không ạ? Rồi, 6 cái này anh chị nào chốt bấm em mở là 30 nhân 6 luôn. Hơi ưu tiên cho mấy anh mấy chuyện ngày hôm nay hết nha nha. Điều lấy giá 30 hết nè. 37 nhân 3 cho chị Nguyễn Hoa nè. Rồi, 30 nhân 6 ai chốt bấm mã giùm em luôn. Đó, anh cứ dán cho mấy cái này để riêng giùm em nha, đừng có để nó lung tung, vì cái những cái mã em đã vừa bán vừa tặng anh chị đừng có để nó lung tung mất công khó bán khó giá nó nhầm giá của mấy anh chị á. Do cái này toàn là lấy giá 45-50 không á nha. Rồi em xin phép lên cho chị mấy con ấm trà đi ạ. À, chị gì nãy xem like nói lên em quên mất tiêu rồi ta. À, anh Phạm Văn Hạnh ơi, đây anh còn xem like mà anh cho em xin một chấm nè, anh chấm bài giúp em. Đâu có họng nhờ. Đây anh ơi, đó con ấm trà cho anh đây, bộ ấm chén đó mà, vừa bán vừa tặng anh 6 ly luôn ạ. À, anh có chốt bộ này bấm em mã là 380k luôn ạ, mã 380. Đó, đắp nổ tức của nó là tùng trúc mai nha. Đây, tùng đây, trúc đây đúng không ạ? Mai bên đây. Đó, rất là đẹp. Mẫu này bên shop phá sản mới quần nhất người ta bán tới là 1 triệu rưỡi nha. Đó, 1 triệu tư đến 1 triệu rưỡi đúng không ạ? Shop em cũng vừa bán vừa tặng anh chị luôn. Cuối năm có những bộ ấm trà đẹp để mình thay đổi đây. Dung tích có thể chứa được gần 600ml nước nha. Tặng 6 ly. Nó ly bán lẻ anh chị cũng biết rồi. Mấy cái ly từ xa là 60k một ly. Nó 6 ly là 6636 luôn, 360.000. Nó nhiều khi bán con ấm có 20.000 à. Đó, anh chị nào muốn chốt thì cứ lên mã. Đây, mấy anh là chắc thích những cái mẫu đắp nổi rồng phượng nữa nha. Đây, rồng đúng không ạ? Một con rồng đang vườn cầu. Bên trên này đắp nổi hoa đào. Này hoa mai chứ, đắp nổi hoa mai. Bên trong nó tặng cho mình một cái lọc lưới bằng inox cho anh chị pha trà uống vệ sinh rất là sạch sẽ đây. Ai chốt con này lên giùm em mã là 385k luôn, mã 385. Anh chị thấy không ạ? À? Gần guốc rất đẹp đây. Rất là xịn đó cả nhà. 385. Nói anh Phạm Văn Hạnh muốn chốt mẫu nào này cứ lên mã. Rồi đây, lên cái đĩa cho anh, để anh hỏi này. Trước khi lên đĩa có con kỳ lân này xinh quá. Ai chốt lên giùm em mã là 50 x 2 luôn ạ. Đó, mấy con này giá anh chị biết rồi. 100.000 con đúng không ạ? Nay bán cho anh chị luôn. Hai con 100.000.
Đó, ai chốt cứ lên mã. Hồi nãy anh hỏi, anh chị hỏi em cái điểm phá này đúng không cả nhà? Hàng xứ xưa nó xét chuẩn muốn xương bò đó. Đo sai lại, nãy em cũng quên sai rồi. Sai là 23 nha. Đường kính đĩa là 23. Anh chị nào mua từ 6 đến 10 cái lấy em mình cái giá là 30.000 một đĩa. Anh chị mua lẻ thì giá sẽ là 70-80k một đĩa. Đó, ưu tiên cho anh chị nào lấy số lượng. Khay trà con rồng hả? Ấy là có khách tới mua hả? Cái khay đó anh không biết còn không nữa, xuống hỏi cô Tính đấy. Đó, 30 x 6 hoặc là 30 x 10 cái nhà, hàng xứ xưa. Nói chung là rất là bền. Lỡ tay mà làm rớt cái nhà, khó bể vỡ lắm. Rồi, lên cho anh chị con bò sữa nha. Rồi, ai chốt con bò sữa này bấm em mã là 180 x 2 luôn ạ. Đó, hai con trên đó với con này, 180 x 2. Đó, có một cặp bò sữa trang trí đi co hàng Âu rất là xinh đúng không ạ? Đây. Anh chị mua về có thể bỏ tiền vào trong đây được luôn ạ. 180 x 2. Xuống like nha, nói chung là 5 giờ mất tiêu rồi. Cảm ơn tất cả các anh chị đã đồng hành cùng em vào buổi live chiều ngày hôm nay. Mỗi anh chị cho em xin một chấm nè. Chấm chấm bài giúp em nữa nha. Cho em xin vài chấm xuống like. Anh chị nào đó, lên giùm em mã là buổi chiều vui vẻ cũng được. Em sẽ tặng quà nho nhỏ cho mình đây. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Đó, anh chị lên giùm em mã là buổi chiều vui vẻ đó. Có những món quà nho nhỏ gửi tặng anh chị sau like nè. Buổi chiều vui vẻ chị Tú Anh Đinh một mã này. Cho chị nhấp đi A này, một món này. Đó, còn ai nữa mà. Ui, còn con bình này mang chảy Thúy Hồng mà không anh chị nào chốt à. Đó, ai chốt bấm em mã là 60k luôn ạ. À. Mã 60 đây. Ui, để còn sót một con đây. Uổng nha nha. Không chốt là vài bữa không có để chốt đâu nha nha. Cho anh Phạm Văn Hạnh này, một mã này. Cho chị Trần Trang này. Đó, còn ai nữa mà. Còn anh chị nào nữa thì nhanh tay. Rồi, ok, em xin phép xuống like nha. Bye bye cả nhà. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.